Chàng rể trường sinh, Đinh Dũng. Tập 17. Đúng vậy, gia chủ của chúng tôi trăm công ngàn việc, đâu có thời gian mà đi gặp một tên nhà quê như anh. Người còn lại cũng bật cười lạnh lùng, chỉ tay ra cửa, tôi khuyên anh mau cút đi, nếu không, để giám sát của chúng tôi trông thấy thì e rằng đến đi anh cũng không đi nổi đâu. Chẳng trách mà nhà họ Phùng đến giờ chỉ đứng chót trong các gia tộc hạng nhất, đây là cách tiếp khách của các người sao? Đinh Dũng nheo mắt, anh không ngờ mình cầm lệnh bài nhà họ Phùng đến đây rồi mà còn bị người ta xem thường. Lúc này Đinh Dũng cũng hắng giọng, hội vây bắt lần này anh tham gia hay không cũng được, nhưng nếu như nhà họ Phùng dám ép người thì anh tuyệt đối sẽ không nể nang. Hỗn xược, anh là cái thá gì mà dám sỉ nhục nhà họ Phùng? Nghe Đinh Dũng nói vậy, hai thanh niên kia mặt mày biến sắc. Bọn họ ghét nhất là nghe người khác nói đến thực lực của nhà họ Phùng. Đặc biệt là hai năm nay, thực lực của nhà họ Phùng mỗi năm một khác, hiện giờ cũng chỉ miễn cưỡng được lọt vào danh sách 10 gia tộc lớn, cũng chính vì vậy mà nhân tài của nhà họ Phùng không thể chịu được sự mỉa mai của người khác. Lôi anh ta xuống, giao cho giám sát, hai người kia nhìn nhau, lựa chọn ra tay với Đinh Dũng. Thực lực của hai người bọn họ cũng chẳng ra sao, nhưng tốc độ lại không hề chậm. Lúc lao về phía Đinh Dũng, còn nghe tiếng gió khiến Đinh Dũng thấy hơi ngỡ ngàng. Hai tên này chẳng qua cũng chỉ có thực lực là võ sĩ thôi, sao có thể có tốc độ nhanh thế được, lẽ nào từng tu luyện thân pháp? Vừa nghĩ, Đinh Dũng vừa di chuyển người thoát ẩn thoát hiện, hóa thành ảo ảnh tới phía sau hai người bọn họ. Người đâu, hai người xông tới và cảm nhận được trước mắt mọi thứ đều mơ hồ, sau đó bọn họ không thấy Đinh Dũng đâu nữa nên mặt mày tái đi. Đúng lúc này, Đinh Dũng nhếch miệng lên, ghé sát tai nói với bọn họ, hai người tìm tôi sao? Dứt lời, cả hai người kia mặt mày tái mét, bọn họ còn chưa kịp phản ứng lại thì bị Đinh Dũng quật luôn xuống đất. Bịch một tiếng, hai người bọn họ cứ thế ngã rụi xuống đất. Đinh Dũng thấy thế thì cười mỉa mai. Bỏ bọn tôi ra, bị Đinh Dũng ấn dưới đất, một tên hét lên, anh to gan lắm, dám ra tay hỗn xược trong nhà họ Phùng. Đợi giám sát tới thì anh không yên thân đâu. Bọn họ nói vậy là muốn dọa dẫm Đinh Dũng. Nói thế nào thì nhà họ Phùng cũng là thành viên của gia tộc hạng nhất, mặc dù thực lực cũng không bằng các gia tộc khác nhưng cũng thâm căn cố đế ở thành phố Lôi Nhĩ này, không phải ai cũng đụng vào được. Đinh Dũng cầm lệnh bài tới đây để gặp gia chủ, anh đương nhiên sẽ không sợ giám sát gì rồi, lúc này nghe bọn họ nói vậy, anh lại châm chọc, cái gì mà giám sát, bảo đến luôn đi. Xem ra không gặp được chủ sự thì khó gặp được gia chủ rồi. Nghĩ tới đây, Đinh Dũng lắc đầu, lật người ra, nói, đi, gọi giám sát của các người tới đây. Anh đợi đấy cho tôi, người kia nhảy dựng lên, mặt mày tái mét, chỉ để lại một câu rồi chạy thẳng vào trong không quay đầu lại. Đợi đấy, tôi nhất định cho anh sống không yên thân. Tôi khuyên anh tốt nhất bây giờ thả bọn tôi ra, mau thoát thân đi, mặc dù đồng bọn đi tìm sự trợ giúp rồi nhưng cậu thanh niên còn lại vẫn không dám cược Đinh Dũng sẽ ra tay hay không. Thế là chỉ biết khuyên giải, nếu giờ anh thả tôi và rời khỏi nhà họ Phùng thì tôi đảm bảo sẽ không nói ra dáng người anh trông thế nào. Bớt lời đi, Đinh Dũng cau mày, dùng sức giơ tay hắn ta lên. Cơn đau đớn kịch liệt ập đến khiến hắn ta kêu lên thảm thiết, mặt mày mồ hôi nhễ nhại, vội xin tha, tôi sai rồi, ông lớn, tôi sai rồi. Lúc này, trong lòng hắn ta chợt lóe lên suy nghĩ. Người này có thể dùng một chiêu mà đánh bại bọn họ thì thực lực chí ít cũng phải là cấp võ sư, lẽ nào thật sự là do gia chủ mời tới. Nên biết rằng nhà họ Phùng hiện giờ người mạnh nhất là gia chủ và hai vị trưởng lão thì thực lực mới chỉ ở võ học đỉnh phong. Sắp tới còn tổ chức cuộc thi vây bắt cho nên tên trước mặt hắn rất có khả năng do gia chủ mời tới. Nghĩ vậy, mặt mày hắn lại ứa mồ hôi hơn, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt đi. Nếu thật sự như vậy thì gia chủ tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Đúng vậy, đại nhân giám sát, chính là tên này xông vào nhà họ Phùng, còn đánh chúng tôi bị thương, đúng lúc này, ở phía xa vang lên tiếng bước chân dồn dập. Tiếp sau đó liền nghe thấy tiếng gã thanh niên kia thêm mắm dặm muối. Đinh Dũng quay đầu lại nhìn, bên cạnh gã thanh niên bỏ đi lúc nãy còn có hai người đàn ông mắc đồ đen. Đây là hai người đàn ông trung tuổi. Trên ngực áo còn thêu một chữ giám to bằng nắm tay, lúc này đang nhìn Đinh Dũng với bộ mặt lạnh lùng, tên ngông cuồng nào đến đây, còn không mau thả người, giơ tay chịu trói. Hừ, nhà họ Phùng cũng uy gớm, tiếp khách kiểu đấy à, Đinh Dũng nheo mắt nói với hai người giám sát bằng giọng khó chịu. Nghe vậy, hai người kia sững người,
nhưng một người trong đó lập tức bật cười, cậu đánh con cháu nhà họ Phùng còn nói là khách, cậu cho rằng cậu giống khách đến chơi sao? Tôi lại thấy giống kẻ gây rối hơn đấy. Đúng vậy, thả người ra, người còn lại mặc dù vẫn còn nghi ngờ lời Đinh Dũng nói nhưng nghe người kia nói vậy thì thấy có lý nên lại lên tiếng, có việc gì thì đi theo tôi, đợi tới hình đường thì nói cho rõ ràng. Hóa ra hai người này chỉ tiện miệng nói, hiện giờ Đinh Dũng đang tóm hậu bối nhà họ Phùng, sao có thể đồng ý tới hình đường mà nói chuyện. Thế nhưng điều khiến bọn họ giật mình chính là Đinh Dũng lại thả hậu bối kia ra. Đã vậy thì đi thôi, Đinh Dũng phất phạt áo, chắp tay ra sau, thản nhiên nói, lấy lệnh bài ra. Đây, gã thanh niên kia do dự, nhưng hắn còn chưa nói thêm được gì thì liền cảm nhận được cái nhìn sắc lạnh từ Đinh Dũng nên run rẩy, vội đưa lệnh bài cho Đinh Dũng, đây, đây là lệnh bài. Lệnh bài gì, một người giám sát trong đó cau mày. Hừ, đợi cậu ta vào hình đường, đương nhiên sẽ biết, không đợi Đinh Dũng trả lời, người đàn ông còn lại lên tiếng. Thấy vậy, Đinh Dũng cất lệnh bài đi, điềm tĩnh nói, đã vậy thì mời hai vị dẫn đường. Mời, hai giám sát gật đầu. Thấy Đinh Dũng và hai người kia rời đi, gã thanh niên đi báo tin ban nãy tỏ vẻ hưng phấn hơn hẳn. Vào hình đường thì xong rồi. Hình đường nhà họ Phùng là nơi khiến cho người nhà họ Phùng đều cảm thấy rùng rợn. Trừ giám sát quản lý các quy định nhà họ Phùng ra thì người bình thường đều không có quyền ra vào nơi này. Một khi có người vào đây thì có nghĩa là trong nhà có người phạm tội, do vậy cho dù là ai bị đưa vào hình đường thì tin tức sẽ nhanh chóng được truyền đi, thế nên người ta biết rằng lại sắp có một người chuẩn bị bị phế đi rồi. Từ giây phút Đinh Dũng bước chân vào hình đường, luồng thông tin nhanh chóng được truyền đi khắp nhà họ Phùng. Nghe nói gì chưa, có người đột nhập vào nhà họ Phùng, kết quả bị giám sát dẫn vào hình đường rồi. Cái gì, có việc này sao? Vào hình đường. Đừng mong yên ổn ra ngoài. Tin tức này nhanh chóng được truyền đi, vừa hay gia chủ đang tưới hoa, không màng thế sự nghe được tin tức này thì lấy làm lạ. Lão Tổ Tông, nghe nói hôm nay có một tên trộm đột nhập vào nhà họ Phùng, còn cướp được lệnh bài thân phận, bị người của chúng ta bắt được, quản gia đi bên cạnh gia chủ cười nói, thật không biết tên trộm này ở đâu ra mà lại dám đột nhập vào nhà chúng ta. Nghe nói chỉ là hư ảo. Tận mắt chứng kiến mới là thật vì tin tức truyền đi thì đã biến tướng đi nhiều rồi. Thế nhưng lão gia chủ và quản gia dù thế nào cũng không ngờ tới khi tin tức tới tai bọn họ đã biến thành bản chính. Cướp được lệnh bài thân phận, nghe vậy, lão gia chủ thẫn thờ, sau đó không khỏi buồn cười, nói cướp được lệnh bài thân phận của nhà họ Phùng thì có tác dụng gì? Là ai? Đi hỏi là biết, lão gia chủ không ngẩng đầu lên, nói với người ở phía đó không xa, đi hỏi xem. Là ai bị bắt? Vâng, nghe vậy, người kia lập tức xê gật đầu, quay người vội vã rời đi. Lúc này, Đinh Dũng đã bị người ta đưa tới nơi gọi là hình đường. Đóng cửa, Đinh Dũng vừa bước chân vào hình đường thì cánh cửa phía sau lập tức bị người ta đóng lại, đột nhiên hình đường chìm vào u tối. Đinh Dũng bất giác cau mày, đang định hỏi thì đột nhiên phía trước sáng lên, ngay sau đó, từng luồng ánh sáng chiếu sáng cả hình đường. Giả thần giả quỷ, Đinh Dũng nheo mắt cười lạnh lùng. Nhưng ánh sáng này cũng chỉ là nến, ánh vàng yếu ớt hắt hiu, bên mỗi trụ đèn đều có một người mặc đồ đen, trông không rõ dáng người, cả người đều chìm trong bộ đồ đen kịt, chỉ có ánh sáng nhạt nhào kia là đang lập lòe chiếu sáng thân hình của bọn họ. Dưới đường là ai, trên đầu, có một vị trí ngồi màu đỏ ẩn hiện trong khoảng không u tối, trên đó có một người đàn ông mặc đồ đen đang ngồi. Đinh Dũng nhìn không rõ nhưng nhờ có ánh nến mà anh có thể nhìn lờ mờ ra được khuôn mặt nghiêm nghị vô tình của người này đang nhìn mình. Tôi là Đinh Dũng, xin hỏi các hạ là ai? Đinh Dũng dù thấy hoài nghi nhưng vẫn lên tiếng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hỗn láo, thấy hình tôn mà còn không quỳ, đúng lúc này, hai người đứng bên người mặc đồ đen kia lập tức nạt nộ, ngay sau đó hai người bọn họ đi về phía Đinh Dũng. Giơ tay ra nhanh chóng ấn về phía vai Đinh Dũng. Thấy cảnh này, Đinh Dũng thay đổi sắc mặt, lập tức nheo mắt lại. Giây phút đối phương dùng hai tay ấn vào vai mình, hai vai anh khẽ run, đột nhiên, một lực đạo khủng khiếp phát ra. Giây phút hai người bọn họ chạm vào Đinh Dũng liền cảm nhận được luồng sức mạnh khủng khiếp lan ra, bọn họ lùi về sau mười mấy bước rồi mới dừng lại. To gan, dám ra tay ở hình đường, đáng giết, thấy Đinh Dũng dám ra tay. Từng giọng nói vang tứ phía, đây chính là giọng nói của người bên trong hình đường khi cất giọng sẽ tạo ra sóng âm khiến người ta nghe vào thì nổi da gà.
Thế nhưng đối với Đinh Dũng mà nói thì lại không hề hấn gì. Sức mạnh linh hồn của anh rất mạnh, nên giọng nói đó căn bản không thể ảnh hưởng đến anh. Lúc này anh nhìn người đàn ông mặc đồ đen ở phía trước, cười lạnh lùng, các hạ cũng oai đấy, còn không định xuống đây gặp mặt sao? Thú vị đấy, cuối cùng người đàn ông mặc đồ đen kia cũng đứng dậy. Dáng người này không phải cao lớn nhưng lại cho người ta một cảm giác bí bách khó thở. Đó không phải là vì khí thế bá vương toát ra từ người này, lúc này người này đang bước về phía Đinh Dũng. Mỗi một bước đi đều như dội lại trong tim Đinh Dũng khiến anh thở cũng gấp hơn. Tới cuối cùng, khí thế đó như bủa vây lấy Đinh Dũng. Dầm, luồng khí tức khủng khiếp đè nén Đinh Dũng khiến anh cảm thấy mình như bị ngọn núi lớn đè trên lưng. Kỹ năng vặt mà muốn đấu với tôi, Đinh Dũng nhếch miệng mỉa mai, kim đan trong người anh di chuyển, đột nhiên có một luồng khí tức như có như không nhưng lại hết sức thuần túy và tinh tế tỏa ra. Luồng khí tức này dù rất nhạt nhòa và lại như có như không nhưng một khi xuất hiện lại hóa giải khí thế của đối phương. Kim đan vốn dĩ được ngưng kết từ linh khí của trời đất, khí tức của nó đương nhiên do tự nhiên hình thành, thậm chí còn có thiên uy. Dù chỉ xuất hiện một tia nhưng cũng đủ để trấn áp mọi thứ trên đời rồi. Sau khi luồng khí tức tản ra, người đàn ông vốn dĩ đang di chuyển từng bước về phía Đinh Dũng thì đột nhiên dừng lại, mặt mày tái đi, trong ánh mắt rõ vẻ khó tin. Rõ ràng người này ngạc nhiên với thực lực của Đinh Dũng. Người đâu, bắt hắn ta lại, nghĩ vậy, người đàn ông mặc đồ đen lập tức bỏ đi ý định đàn áp Đinh Dũng mà hét lên với những người khác, bố trận. Người có thể dễ dàng điều khiển thực lực của mình thì tuyệt đối không phải là người thường. Thực lực ít nhất cũng không hề kém mình. Nghĩ vậy, người đàn ông mặc đồ đen là đường chủ của hình đường, là một trong ba cao thủ của nhà họ Phùng lúc này vì Đinh Dũng mà bị thương thì thật sự không đáng. Người này dứt lời, những người mặc đồ đen khác trong hình đường lập tức di chuyển, khí thế hừng hực xông về phía Đinh Dũng. Đúng lúc này, người đàn ông mà lão quản gia phái tới vội quay về hoa viên, bẩm báo, thưa lão gia, là một thanh niên, còn mang theo lệnh bài thân phận không biết nhặt được ở đâu muốn gặp lão gia, nhưng người này bị ngăn lại, và còn đánh người nhà họ Phùng bị thương, vì vậy hình đường mới giải đi. Hỏng rồi, mau đi theo ta tới hình đường. Lão quản gia còn chưa lên tiếng thì lão gia chủ đã tái mặt. Lôi xuống, người đàn ông áo đen kia ra lệnh nên những người mặc đồ đen còn lại đều lao về phía Đinh Dũng, chẳng mấy chốc đã thành cả thiên la địa võng bao quanh lấy Đinh Dũng. Bóng người Đinh Dũng thoát ẩn thoát hiện, mỗi bước chân hạ xuống là anh đã xuất hiện ở nơi khác nhau, bỏ xa những người mặc đồ đen kia. Mặc dù những người mặc đồ đen trong hình đường rất đông nhưng căn bản không thể nào tiếp cận anh. Kẻ nào kẻ nấy chưa tới trước mặt Đinh Dũng thì đã bị Đinh Dũng chủ động tung đòn, chẳng mấy chốc mà đã nằm rạp ra, đầy cả hình đường. Những người này đều là giám sát, ngày thường cao cao tại thượng ở nhà họ Phùng, chưa bao giờ phải chịu nỗi sỉ nhục như thế này. Những người còn sót lại thì tiếp tục hét lên xông tới. Đúng lúc này, người mặc đồ đen kia lập tức rút ra một món đồ từ hông mình. Đinh Dũng vẫn luôn chú ý người này nên lúc này khi thấy đối phương rút ra thứ gì đó thì anh lập tức né người sang bên. Mặc dù nhìn không rõ thứ gì nhưng dưới ánh sáng lập lòe kia vẫn lóe lên hình ảnh bóng láng của kim loại. Đinh Dũng nghĩ ngay đến một khẩu súng. Chết đi, người mặc đồ đen hắng giọng lạnh lùng chĩa khẩu súng về phía Đinh Dũng. Một luồng sát khí thoát ra khỏi khẩu súng. Đinh Dũng nheo mắt, cơ thể anh di chuyển nhanh hơn vài phần. Hiện giờ anh không thể nào ngó lơ vũ khí nóng được, nhưng chỉ cần tốc độ đủ nhanh thì việc né tránh đạn vẫn không phải là vấn đề. Bằng, một tiếng súng vang lên, người đàn ông mặc đồ đen cho tay vào cò súng. Chỉ thấy một đường lửa lóe lên, viên đạn lao vút ra, phóng về phía Đinh Dũng như lưỡi hái tử thần. Đinh Dũng nheo mắt, sức mạnh linh hồn lập tức bao trùm lấy cơ thể anh, phát hiện ra viên đạn đang bay đến với tốc độ cực nhanh, anh nhếch miệng mỉa mai. Đầu tiên là né người sang bên né viên đạn, ngay sau đó, trong lòng bàn tay Đinh Dũng tản ra luồng ánh sáng, anh bắt ngay lấy đầu viên đạn. Lực tấn công cực mạnh lan vào lòng bàn tay, vì có linh lực bảo vệ cơ thể nên dù tốc độ đạn rất nhanh nhưng vẫn không thể khiến Đinh Dũng bị thương. Sau khi nắm chặt được viên đạn, Đinh Dũng quay đầu nhìn người đàn ông mặc đồ đen, cười lạnh lùng, giờ tới lượt tôi rồi. Dứt lời, Đinh Dũng hóa thành một tàn ảnh. Lao về phía người đàn ông mặc đồ đen kia. Dựa vào những người xung quanh người này thì chẳng thể nào ngăn cản được bước chân Đinh Dũng. Ngăn hắn lại, người đàn ông mặc đồ đen biến sắc, vừa nói vừa giơ tay đặt vào cò súng. Tốc độ của Đinh Dũng rất nhanh, trong bóng tối,
anh không khác gì bóng ma di chuyển thoát ẩn thoát hiện. Bóng tối cũng rất có lợi cho việc ẩn náu của Đinh Dũng. Anh cứ rời khỏi chỗ có ánh sáng là cả cơ thể có thể náu mình trong bóng tối một cách an toàn, bọn họ căn bản không thể phân biệt bóng người của Đinh Dũng rốt cục ở đâu. Păng păng păng. Người đàn ông mặc đồ đen bắn liên tiếp 3 phát súng, thế nhưng người này còn chưa kịp thở phào thì một bóng người đã xuất hiện ngay trước mặt bóp cổ hắn ta. Hỗn xược, người đàn ông mặc đồ đen gằn giọng, lập tức chặn tay Đinh Dũng lại. Cả hai người đấu tay với nhau trong bóng đêm, bóng người không ngừng di chuyển giao đấu, chẳng mấy chốc mà trên mặt người đàn ông mặc đồ đen đã để lộ ra vẻ ngỡ ngàng. Cuộc quyết đấu với cường độ cao khiến hắn phải thở mất sức nhưng Đinh Dũng lại hết sức thảnh thơi, chẳng hề tỏ ra hoang mang. Phản ứng của hai người hoàn toàn trái ngược nhưng người đàn ông mặc đồ đen kia không muốn chịu thua, vẫn dốc sức đấu lại đòn tấn công của Đinh Dũng. Lúc này trong lòng hắn ta vô cùng hối hận, thậm chí còn cảm thấy muốn giết chết hai tên đã dẫn Đinh Dũng vào đây. Đúng là một đám ngu xuẩn, người nào cũng đưa vào trong hình đường. Một cao thủ thế này đến nhà họ Phùng mà còn không tiếp đãi tử tế, ngược lại còn dẫn người ta vào đây. Mau đi mời lão gia chủ, người đàn ông mặc đồ đen nói với những người còn lại. Thế nhưng hắn ta vốn đã khó đấu lại những thế đòn tấn công của Đinh Dũng. Lúc này lại lên tiếng nói một câu khiến bản thân bị phân tâm và bị Đinh Dũng nhân cơ hội đó xông lên bóp lấy cổ hắn. Đừng có cử động, nếu không tôi bóp gãy cổ, Đinh Dũng hắng giọng, ghé sát lại nhìn và không khỏi ngỡ ngàng. Vốn dĩ anh còn tưởng người này muốn hại mình, mặc dù không rõ nguyên nhân nhưng vừa đến nhà họ Phùng đã bị giải tới hình đường, rõ ràng đối phương không có ý tốt, thế nhưng hiện giờ xem ra tên này không phải lão già đó. Đừng, đừng giết tôi! Người mặc đồ đen trông rất trẻ, chừng 30 tuổi, vốn dĩ khuôn mặt đầy lạnh lùng tôi độc thì lúc này chỉ còn lại sự sợ hãi. Từ sau khi hắn ta theo võ đạo, đến hai cao thủ trong gia tộc cũng không thể làm gì hắn. Trong thành phố Lôi Nhĩ này, hắn ta cũng được người khác tôn trọng, đâu ai dám tùy tiện đụng tới. Thế nhưng không ngờ ngay trong hình đường nhà mình mà lại gặp một cao thủ khủng bố thế này. Đúng lúc này, mấy người phía lão gia chủ vội vàng đi tới. Ngay ở bên ngoài hình đường đã nghe thấy tiếng súng bên trong vọng ra. Lão gia chủ mặt mày đột nhiên biến sắc, cau mày, tức tối hét lên, tiểu tử, cậu dám làm hỏng kế hoạch của tôi thì tôi không cho cậu yên thân đâu. Rõ ràng lão gia chủ nghe thấy tiếng súng còn tưởng là chủ nhân của hình đường nổ súng đả thương Đinh Dũng. Nghĩ tới đây, lão gia chủ đạp bật cánh cửa của hình đường, vừa hay gặp được giám sát áo đen chuẩn bị chạy đi báo tin. Đối phương thấy lão gia chủ thì mừng quính. Vội chắp tay quỳ dưới đất, nói, ông cố, ông mau vào xem đi ạ, có người gây rối trong hình đường của chúng ta. Đi theo tôi vào trong, lão gia chủ hít sâu một hơi, trong lòng đã có những dự đoán về chuyện tồi tệ nhất. Người quản lý hình đường này là một hậu bối của ông ta, võ đạo rất giỏi, tuổi trẻ nhưng đã ngang tầm với ông ta, là hy vọng của nhà họ Phùng. Kể cả trước đó ông ta đánh giá cao Đinh Dũng nhưng không cho rằng Đinh Dũng có thể làm gì hơn được trong hình đường. Ra tay nương tình, vừa vào hình đường đã thấy phía trước có hai người đang đứng đó. Một người đứng quay lưng về phía ông ta, đang bóp cổ người còn lại, lão gia chủ vội hét lên, tiểu lục, còn không mau dừng tay. Nghe vậy, tên tiểu lục bị Đinh Dũng bóp cổ cho không cựa được còn Đinh Dũng quay đầu lại nhìn lão gia chủ kia mà điềm tĩnh nói, đây là cách tiếp khách của nhà họ Phùng các ông à. Trong lời nói của Đinh Dũng đằng đằng sát khí, lão gia chủ nghe xong thì mặt mày biến sắc. Ông ta vội nhìn Đinh Dũng, khi nhìn rõ mặt Đinh Dũng, ông ta suýt chút nữa thì ngã phịch ra đất, chỉ vào Đinh Dũng, mà nói với giọng kinh ngạc, cậu, tiểu lục không phải là đối thủ của cậu ư. Một võ đạo đại sư mà thôi, khó lắm sao, Đinh Dũng nhếch miệng mỉa mai. Trước đó anh không thể hiện thì đám người này không coi anh ra gì, thậm chí còn có khả năng tiếp tục ra tay với anh. Thay vì như vậy thì chi bằng cứ thể hiện thực lực, bớt đi rắc rối. Đây, lão gia chủ thẫn thờ, nhất thời nghĩ tới rất nhiều thứ, rốt cục mình đã dẫn về thứ yêu nghiệt gì mà đến cả võ đạo đại sư cũng không là gì trong mắt hắn vậy. Ông cố, cứu con, tiểu lục đã bị dọa cho sợ mất mật, hắn ta chưa bao giờ gặp được một người nào mạnh thế này nên không có khả năng đánh trả. Điều này nói lên gì, cho thấy thực lực của Đinh Dũng hơn hắn. Kể cả là ba võ đạo đại sư của nhà họ Phùng có lên cùng lúc thì e rằng cũng chưa chắc là đối thủ của Đinh Dũng. Nghe tiểu lục nói vậy, ông già kia mới khoát tay, nói với Đinh Dũng, cậu thanh niên, xin nương tay. Tiểu lục, còn không mau xin lỗi, dứt lời,
ông ta trợn mắt nhìn Phùng Tiểu Lục một cái mà nạt nộ, ai bảo cậu ra tay với cậu ấy hả? Nghe vậy, Đinh Dũng nhếch miệng mỉa mai nhìn ông già kia, nói, muốn tôi nương tay e là không dễ vậy đâu. Cách tiếp khách của nhà họ Phùng các ông làm tôi thấy buộc phải suy nghĩ lại việc hợp tác. Vốn dĩ ông già kia không hề hoang mang nhưng nghe thấy Đinh Dũng nói vậy thì mặt mày thay đổi hẳn. Thực lực của Đinh Dũng càng mạnh thì càng có lợi cho việc hợp tác, nhưng hiện giờ Đinh Dũng lại nói không hợp tác nữa, nên ông ta nhất thời lo lắng, vội nói, đừng, đừng, lần này là tôi thất sách, là nhà họ Phùng chúng tôi quản giáo không tốt, xin cậu bớt giận. Như thế này, sau khi hợp tác hoàn thành nhiệm vụ, chúng tôi còn tặng cậu một dị quả có thể tăng tiến thực lực, không đợi Đinh Dũng nói xong, ông ta đã đưa ra điều kiện rất hấp dẫn. Điều kiện này nếu đặt là người khác thì không thể từ chối vì thời đại cả Bắc Cảnh toàn dân tiến hóa, không ai bỏ qua bất cứ khả năng nào để tăng tiến thực lực. Điều kiện của ông ta đủ để hấp dẫn người khác. Ông ta cũng nghĩ như vậy nên nhìn Đinh Dũng rồi bật cười, có điều cho dù thế nào thì ông ta cũng không ngờ rằng Đinh Dũng cần linh khí để tu luyện chứ không phải là dị quả cho nên điều kiện mà ông ta đưa ra không hề có sức hấp dẫn với anh. Không đủ, Đinh Dũng lắc đầu, nhìn ông ta với vẻ mặt vô tình. Một dị quả mà muốn đổi lấy mạng của võ học đại sư. Đây, ông ta xứng người, rõ ràng không ngờ Đinh Dũng sẽ nói như vậy. Theo ông ta thấy thì điều kiện mình đưa ra đã đủ sức hấp dẫn rồi, sao Đinh Dũng có thể không vừa lòng chứ? Cậu đừng ức hiếp người quá đáng, lão quản gia nghe vậy thì cau mày. Ông ta không biết Đinh Dũng là người mà lão gia chủ mời tới, lúc này chỉ thẳng vào Đinh Dũng mà nạt. Nhưng ông ta còn chưa nói xong thì ông già kia đã tái mặt. Vội khoát tay nói với lão quản gia, vậy cậu nói xem điều kiện thế nào mới hợp lý. Tôi cần lấy một món đồ trong những thứ thu được về, Đinh Dũng chậm rãi nói nhưng cụ thể là thứ gì thì anh không nói rõ. Nghe vậy, ông già kia tỏ vẻ khó hiểu nhưng không lâu sau đó ông ta nghiến răng, nói, không vấn đề gì. Lão gia, người này là, lão quản gia nghi ngờ nhìn Đinh Dũng, hỏi, lão gia, ông muốn cho hắn ta tham gia vây bắt sao? Không sai. Lão gia chủ gật đầu, sau đó nhìn sang Đinh Dũng, tiểu tử, tôi còn chưa biết cậu tên là gì. Tôi là Đinh Dũng, Đinh Dũng nới lỏng tay ở phía cổ của Phùng Tiểu Lục, thản nhiên nói. Ha ha ha, cậu Đinh, lần này có sự hỗ trợ của cậu, chúng tôi nhất định sẽ giành được chiến thắng, mời cậu đi theo tôi, nói rồi, Phùng lão gia chủ đi ra khỏi hình đường trước. Lần vây bắt này... Mấy lão già bọn họ không thể tham gia mà người một người trẻ như Đinh Dũng với thực lực không hề kém cạnh ông ta, chỉ ít cũng vào tầm võ đạo đại sư thì nhất định sẽ dẫn dắt người nhà họ Phùng giành được thành tích đáng kể trong cuộc thi lần này. Thấy bóng hình Phùng lão gia chủ rời đi, Đinh Dũng không buồn để ý đến những người khác nữa, cứ thế chắp tay ra sau đi theo. Những người còn lại đưa mắt nhìn nhau trong ngỡ ngàng. Không ai ngờ nổi một thanh niên có thực lực khủng khiếp thế này lại là người mà lão gia chủ mời tới. Suýt chút nữa thì bọn họ làm hỏng việc hợp tác ngay tại hình đường này rồi. Đi ra khỏi hình đường, Đinh Dũng cùng lão gia chủ tới chính các. Vừa vào chính các, lão gia chủ bèn cười nói, cậu Đinh, mời ngồi. Đi gọi mấy người phía Phùng Kính đến đây, bảo bọn họ nhanh chóng tới, Phùng lão gia chủ ngồi vào ghế chính, khí thế ép người. Nghe vậy, những người còn lại không dám chậm trễ, lập tức nhanh chóng rời khỏi chính các. Phùng Kính chào ông cố, chẳng mấy chốc. Bốn thanh niên vội vã tới chính các, bái kiến lão gia chủ và hỏi với giọng khó hiểu, ông cố, không biết lúc này ông cho gọi chúng con là có việc gì ạ? Cuộc vây bắt lần này, nhà họ Phùng chúng ta tổng cộng có 5 người, 4 người các con chính là tương lai của nhà họ Phùng, danh tiếng lần này của nhà họ Phùng đều dựa cả vào các con. Nói tới đây, lão gia chủ quay sang nhìn Đinh Dũng rồi nói tiếp, vị này là Đinh Dũng, là trợ thủ bên ngoài, đảm nhiệm chức đội trưởng tiểu đội vây bắt lần này. Chức đội trưởng do anh ta đảm nhận sao ạ? Phùng Kính nghe xong thì mặt mày tỏ vẻ khó chịu, chức đội trưởng lại giao cho một người ngoài. Ba người còn lại cũng ngẩng đầu nhìn Đinh Dũng, trong đó một người lên tiếng, ông cố, vây bắt là việc của nhà họ Phùng chúng ta, tìm trợ thủ bên ngoài đã đành nhưng chức đội trưởng lại do người ngoài đảm nhiệm thì không được phù hợp lắm ạ. Tôi chỉ cần một danh phận, chức đội trưởng giao cho bọn họ không vấn đề gì, Đinh Dũng cau mày lên tiếng. Anh không ngờ ông già này lại muốn mình dẫn đội, nếu như anh đồng ý thì phải chịu trách nhiệm phụ trách bốn tên này, mà bốn tên này chỉ cần nhìn là biết hạng tép siêu rồi, tới lúc đó nếu như nghe lời thì còn được, nhưng giờ trông bộ dạng đó thì rõ ràng là sẽ không nghe lời Đinh Dũng rồi. Thay vì vậy thì thà không làm đội trưởng còn hơn, tới lúc đó vào vùng đất vây bắt,
anh không cần phải lo những người khác nữa, có thể yên tâm đi tìm mấy người phía Kim Vô Đạo. Sao lại không hợp lý, Phùng lão gia chủ nhìn mấy hậu bối của mình, mặt mày không hề biểu cảm. Con tin năng lực của mình có thể đảm nhận chức đội trưởng, đúng lúc này, Phùng Kính nghiến răng, bấm bụng đứng lên chỉ vào Đinh Dũng, con tin ông tự có tính toán riêng nhưng đang yên đang lành lại để hắn làm đội trưởng thì con không phục. Con xin cạnh tranh công bằng, anh có dám nhận lời thách đấu của tôi không? Nói rồi, Phùng Kính không đợi lão gia chủ lên tiếng, cứ thế nheo mắt nhìn Đinh Dũng mà cười lạnh lùng, nếu anh không dám thì chủ động rút khỏi chức đội trưởng đi. Hỗn xược, sao lại nói chuyện như thế với cậu Đinh? Nghe Phùng Kính nói vậy, lão gia chủ mặt mày biến sắc, nạt nộ, thực lực của cậu Đinh không phải người như con có thể đoán được đâu. Lão gia chủ nhà họ Phùng thầm chửi trong lòng. Ông ta đã ý thức được bản lĩnh của Đinh Dũng từ lâu, thực lực của Đinh Dũng tuyệt đối không hề thấp hơn võ đạo đại sư, hiện giờ lại hống hách đòi khiêu chiến với Đinh Dũng, chẳng khác gì đâm đầu vào chỗ chết cả. Thực lực của Phùng Kính đến cảnh giới đỉnh phong còn chưa với tới, đối mặt với Đinh Dũng căn bản không thể là đối thủ, hắn ta rõ ràng đang tự chuốc nhục vào thân. Ông cố, con không phục, Phùng Kính nghiến chặt răng. Ngày thường hắn ta được ông cố và gia chủ quan tâm nhất. Hắn lại là nhân vật đại diện cho lớp thanh niên nhà họ Phùng, thực lực cũng đạt tới tầng thứ 8, không ít lần khiến nhà họ Phùng được vẻ vang. Và lại khả năng chiến đấu thực tế của Phùng Kính rất mạnh, kinh nghiệm tác chiến phong phú, ngày thường đấu với những người cùng trang lứa, chưa bao giờ biết thua là gì, vì vậy hắn đã thầm coi chức đội trưởng tiểu đội vây bắt là của mình từ lâu. Vì cái chức này mà hắn đã bỏ ra biết bao công sức. Nghiên cứu kinh nghiệm vây bắt của những năm trước và thề rằng phải dẫn tiểu đội nhà họ Phùng tiến vào trận quyết đấu cuối cùng, thế nhưng điều hắn không ngờ tới chính là dựa vào một Đinh Dũng không biết từ đâu tới lại giành lấy chức đội trưởng của hắn. Cậu muốn so cái gì? Đinh Dũng nhìn Phùng Kính hỏi. So, đương nhiên là so về thực lực xem ai mạnh hơn rồi, không đợi lão gia chủ lên tiếng, Phùng Kính đã ngạo nghễ nhìn Đinh Dũng, anh vừa mới đến, tôi cũng không bắt nạt anh làm gì, chúng ta so xem sức lực của ai mạnh hơn. Nói năng hàm hồ, lão gia chủ cau mày nạt lại. Đúng lúc này, một người đàn ông trung tuổi dẫn theo hai người đi từ ngoài vào, ông ta nhìn Đinh Dũng trước và không tỏ ra kinh ngạc cho lắm, sau đó đi về phía lão gia chủ, chắp tay bái, bố, nghe nói bố tìm được một người hỗ trợ từ bên ngoài. Vừa rồi lời của Kính Nhi con cũng đã nghe nói rồi. Kính Nhi đã muốn so tài thì bố ngăn làm gì, người đàn ông trung tuổi nheo mắt cười, nhìn về phía Đinh Dũng. Ông ta dứt lời, lão gia chủ lập tức cau mày, lão quản gia đứng bên cạnh lão gia chủ cuống quýt mãi không thôi. Ông ta liếc mắt sang người đàn ông trung tuổi kia nhưng lúc này ông ta lại đang nhìn chằm chằm vào Đinh Dũng nên đâu để ý đến ánh mắt của lão quản gia làm gì. Tham kiến gia chủ, sau khi thấy người đàn ông trung tuổi, mấy người phía Phùng Kính mặt mày tỏ vẻ hồ hởi hơn hẳn. Người đàn ông trung tuổi này chính là gia chủ đương nhiệm của nhà họ Phùng, cũng là con trai của ông già kia. Tên là Phùng Tắc Nghiêu. Phùng Tắc Nghiêu không những là gia chủ của nhà họ Phùng mà cũng là một trong ba cao thủ hiện giờ của nhà họ Phùng. Ngoài bố ông ta và hình đường Phùng Lục ra thì ông ta chính là người có thực lực mạnh nhất trong nhà họ Phùng. Vài năm trước ông ta đã đạt tới cảnh giới võ học đại sư. Đinh Dũng nhìn sang Phùng Tắc Nghiêu, từ khi ông ta bước vào đây, Đinh Dũng đã cảm nhận được cảnh giới võ đạo của Phùng Tắc Nghiêu rồi. Có điều, khí thế hơi yếu. Có lẽ cũng thông qua dị quả để tăng tiến thực lực. Xem ra sự biến đổi ở Bắc Cảnh có tầm ảnh hưởng rất lớn đối với thực lực của những người ở đây, Đinh Dũng thầm nghĩ trong lòng. Mặc dù thực lực mà dị quả mang lại không bằng thực lực tự tu luyện từ cơ bản nhưng một khi số lượng võ sĩ tiến hóa nhiều thì thực lực của cả Bắc Cảnh đương nhiên sẽ đạt tới tầm cao mới. Cậu thanh niên này không biết xưng hô thế nào nhỉ, Phùng Tắc Nghiêu nheo mắt nhìn Đinh Dũng, rõ ràng chưa nghe nói tới việc xảy ra ở hình đường. Nếu không thì ông ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng đồng ý cho Phùng Kính đấu với Đinh Dũng. Đinh Dũng liếc nhìn ông ta, sau đó lại nhìn sang Phùng Kính mà điềm tĩnh nói, muốn so tài thì so tài, còn chức đội trưởng, tôi không có hứng, nhưng tôi cũng không thích người khác chém gió trước mặt mình. Anh dám nói tôi chém gió, nghe Đinh Dũng nói vậy, Phùng Kính tái mặt. Hắn ta nghiến răng chỉ vào Đinh Dũng, mặt mày lúc đỏ bừng lên, lúc lại trắng bệch ra, đợt lát nữa tôi xem anh còn cười được không. Gia chủ, con xin đấu với anh ta một trận. Được, đã vậy thì tôi ở đây làm chủ, cho hai người so tài một trận. Nói tới đây, Phùng Tắc Nghiêu nhếch miệng cười, tới sân luyện võ của chúng ta để kiểm tra xem lực của ai mạnh hơn. Bố, mời bố cùng tới sân luyện võ với chúng con. Nói rồi,
Phùng Tắc Nghiêu nhìn sang bố mình, cười nói. Nghe vậy, bố ông ta là Phùng Thừa Lâm mặt mày không mấy tự nhiên, hắng giọng, đứng dậy đi ra ngoài nhưng thực tế trong lòng ông ta lại thầm nhủ xem lát nữa bọn họ rút lui ra sao. Mấy năm nay mặc dù ông ta đem chức gia chủ giao cho Phùng Tắc Nghiêu nhưng mọi hành động của Phùng Tắc Nghiêu đều khiến Phùng Thừa Lâm không hề thấy hài lòng, thậm chí có một số chuyện còn xảy ra bất đồng. Hai năm nay Phùng Tắc Nghiêu bắt đầu bỏ ngỏ mọi quyền lực trong tay mình nên khiến uy tín của nhà họ Phùng ngày càng kém đi. Nếu không phải ông cố đây hãy còn đó và thực lực của ông ta cũng đã đạt tới cảnh giới võ học đại sư thì e rằng nhà họ Phùng sẽ không còn nghe theo mọi sự chỉ đạo của Phùng Tắc Nghiêu nữa. Lần này vừa hay có sự trợ giúp của Đinh Dũng để Phùng Tắc Nghiêu bớt đi thói hống hách của mình. Nghĩ tới đây, Phùng Thừa Lâm lại thấy mừng hơn, cho rằng mình mời Đinh Dũng tới đây là một sự lựa chọn sáng suốt. Và lại ông ta hiểu hơn ai hết Đinh Dũng trông chỉ chừng 20 tuổi gì đó nhưng lại có thể đánh được Phùng Lục đã đạt cảnh giới võ đạo đại sư thì thực lực như vậy tuyệt đối không phải người thường có thể so bì. Kết bạn với một kẻ mạnh như vậy đương nhiên không phải là việc xấu rồi. Chẳng mấy chốc, mọi người đã tới sân luyện võ. Cậu Đinh, cậu đừng ngại nhé, Phùng Thừa Lâm vỗ vai Đinh Dũng, nói. Trong ánh mắt Đinh Dũng mang theo cái nhìn khác thường. Anh đã nhìn ra được mối quan hệ của Phùng Thừa Lâm và con trai ông ta là Phùng Tắc Nghiêu có gì đó khác thường rồi. Trông thì có vẻ như hòa hợp nhưng thực tế lại tranh đấu lẫn nhau, chỉ là Đinh Dũng không hiểu giữa hai người bọn họ tranh đấu gì mà thôi. Cho dù hiện giờ thực lực của ông ta mạnh thế nào thì chẳng phải tới ngày tận cùng của số mệnh, tất cả mọi thứ cũng đều của con trai ông ta cả sao. Nghĩ vậy, Đinh Dũng lại lắc đầu nhìn về mấy người phía Phùng Tắc Nghiêu đang trong sân luyện võ, hỏi thi đấu thế nào. Đây là đá kiểm tra thực lực của nhà họ Phùng chúng tôi, mỗi viên có mật độ không giống nhau, lực đạo có thể chịu đương nhiên cũng không giống nhau. Lấy nó làm tiêu chuẩn, xem sức ai mạnh hơn, Phùng Tắc Nghiêu giơ một viên đá màu xám lên, dùng lực bóp, viên đá kia lập tức nứt lìa. Không sai, dùng đá kiểm tra thực lực để so tài, thế nào, Phùng Kính mặc dù nói là vậy nhưng trong lòng hắn lại mừng thầm. Hắn nhìn sang dáng người mảnh khản gầy yếu của Đinh Dũng nên nghĩ rằng sức anh chẳng được là bao. Đinh Dũng không lên tiếng mà chỉ đi vào trong sân luyện võ nhìn những viên đá trên mặt đất, sau đó chọn một viên hình thoi màu xám, khẽ bóp là biết được khả năng chịu lực của nó thế nào. Viên đá này dễ vỡ quá, Đinh Dũng nhìn mọi người điềm tĩnh nói. Cái gì, dám nói đá thử sức của chúng tôi dễ vỡ sao? Tôi thấy anh đang chém gió thì có. Đá thử sức vô cùng rắn chắc. Thư C lực không đạt tới cảnh giới đó thì tuyệt đối không thể bóp nát nó được. Hừ, lát nữa xem anh ta bóp nát được mấy viên. Trên sân tập võ của nhà họ Phùng xếp cả hàng đá xanh xám, loại đá hình thoi đặc biệt này được nhà họ Phùng gọi với cái tên đá thử thực lực. Có điều theo như Đinh Dũng thấy thì thứ này cũng dễ bóp nát như bánh mì mà thôi. Thôi bỏ đi, tôi chỉ cần một cái danh để đi thi, không cần phải thể hiện thực lực, Đinh Dũng nhếch miệng mỉa mai. Đi về phía hàng đá kia rồi trầm ngâm hồi lâu, sau đó cúi người chọn một viên đá không to cũng không nhỏ. Viên đá này tương đương với thực lực gì? Đinh Dũng nhìn sang lão gia chủ, cau mày hỏi. Nghe vậy, lão gia chủ Phùng Thừa Lâm mang theo ánh nhìn do dự, có điều ông ta không nghĩ nhiều thêm, đương định lên tiếng thì đột nhiên Phùng Kính ở bên bật cười, đến đá thực lực mà còn không biết hết thì đúng là tên nhà quê chưa trải sự đời. Nếu như anh có thể bóp nát viên đá kia thì chứng tỏ thực lực của anh hơn tôi. Phùng Thừa Lâm tối sầm mặt lại, trợn mắt nhìn Phùng Kính một cái nhưng ông ta còn chưa nói gì thì con trai ông ta đã cười, nói cậu thanh niên này đã chọn viên đá này thì tôi cũng sẽ làm chứng cho cậu. Chỉ cần cậu có thể bóp nát được viên đá này thì chứng tỏ thực lực của cậu trên kính nhi. Thật sao, Đinh Dũng nhìn sang Phùng Thừa Lâm hỏi, chỉ cần tôi bóp nát viên đá này thì có thể chứng minh thực lực của tôi mạnh hơn bọn họ sao? Trên thực tế, Đinh Dũng rất hiếu kỳ tại sao viên đá này lại có thể chứng minh thực lực. Nếu như một người chỉ chăm chú tới thực lực mà không để ý tới kỹ thuật thì kể cả lực đạo có mạnh thế nào thì cũng chẳng có tác dụng gì, chỉ dễ khiến cho người khác dễ chơi mình hơn thôi. Chẳng trách mà cùng tầng cảnh giới nhưng lại chênh lệch nhiều như vậy. Chỉ biết coi trọng sức lực thì đúng là ngu xuẩn, nghĩ vậy, Đinh Dũng không khỏi lắc đầu. Cho tới giờ, anh vẫn chưa từng gặp được người mà anh đánh giá cao ở Bắc Cảnh này. Không thiếu những người mặc dù cảnh giới không hề thấp, thậm chí có nhiều người đạt tới tầng đỉnh phong nhưng nếu như ra khỏi Bắc Cảnh, đối diện với những người chuyên chú tu luyện như Tống Long thì căn bản không phải là đối thủ. Không sai, Phùng Thừa Lâm hít sâu một hơi, gật đầu đáp.
không phải Đinh Dũng không thể bóp nát viên đá này. Viên đá thử thực lực này cần thực lực ít nhất là trên võ học đại sư tầng đỉnh phong mới có thể bóp nát. Kể cả là Phùng Thừa Lâm ở tầng cảnh giới võ học đại sư nhiều năm nhưng muốn bóp nát viên đá này cũng phải tốn rất nhiều công sức. Nghe Phùng Thừa Lâm nói vậy, mặt mày Đinh Dũng khác thường hơn. Trước hết anh dùng sức của da thịt bình thường để bóp viên đá hình thoi này và phát hiện cấu tạo của nó quả thật rất cứng. Với thực lực cơ thể hiện giờ của anh, nếu dùng hết sức thì cũng có thể bóp vỡ nó nhưng hơi rắc rối hơn một chút. Thế là Đinh Dũng không do dự thêm nữa. Anh vận linh lực trong cơ thể, đẩy linh lực từ lòng bàn tay vào trong viên đá kia. Linh lực như vô số kim thép, cứ thế đâm xuyên vào viên đá, luồng sức mạnh khủng khiếp cứ thế phá vỡ cấu tạo bên trong viên đá. Tách, Đinh Dũng dùng lực bóp liền nghe thấy âm thanh phát ra từ viên đá kia. Âm thanh này rất nhỏ nhưng giống như tiếng chuông vang vọng bên tai tất cả mọi người. Sân luyện võ vốn dĩ huyên náo thì giờ yên ắng hẳn, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt nhìn Đinh Dũng, người nào người nấy bụng miệng như thể đang thấy một việc gì đó khó tin. Cảnh này khiến Đinh Dũng sững người, có điều anh không để ý đến lắm. Sau sự xuất hiện của vết nứt kia, cả viên đá lập tức xuất hiện thêm vô số vết nứt nữa. Sau đó, với sức nắm của năm ngón tay, viên đá hóa thành vụn, cứ thế rơi xuống. Sao có thể, thấy cảnh này, Phùng Kính trợn tròn mắt. Phùng Tắc Nghiêu tối sầm mặt lại, ông ta còn chưa nghĩ tới Đinh Dũng có thể dễ dàng bóp vỡ viên đá này như vậy. Nên biết rằng đến ông ta cũng không làm được việc này một cách dễ dàng như vậy, vậy thì thực lực của Đinh Dũng mạnh tới cỡ nào? Bố ơi bố tìm ra tên quái thai này ở đâu vậy? Phùng Tắc Nghiêu nheo mắt nhìn Đinh Dũng chằm chằm. Một kẻ mạnh như vậy sao có thể làm việc giúp bố hắn được? Và lại kẻ mạnh này còn trẻ như vậy nữa, trông mới chỉ chừng hơn 20 tuổi, thế mà mạnh hơn Phùng Lục biết bao nhiêu lần, đây chắc chắn là hậu bối của gia tộc nào đó, tại sao cậu ta lại muốn giúp Phùng Thừa Lâm? Phùng Tắc Nghiêu nghĩ đi nghĩ lại mà vẫn không hiểu lý do vì sao, có điều ông ta nhanh chóng kiềm chế mọi sự ngạc nhiên của mình lại, cười nói tốt lắm. Không ngờ thực lực của cậu lại mạnh như vậy. Không tính, chắc chắn anh ta dối trá, Phùng Kính nghiến răng, vẫn không thể tin vào mắt mình. Đinh Dũng còn trẻ như vậy sao có thể làm được việc này? Nên biết rằng đến hắn ta còn không thể khiến viên đá có bất kỳ thay đổi nào, thế mà trong tay Đinh Dũng, nó lại dễ bóp như một tờ giấy vậy. Đinh Dũng cau mày nhìn Phùng Thừa Lâm nói, sao vậy, người nhà họ Phùng không thể thua sao? Được rồi. Vừa nãy nói thi đấu như vậy rồi, giờ thua phải nhận, Phùng Thừa Lâm đảo mắt sang mấy người phía Phùng Kính, sau đó lại nhìn sang con trai mình là Phùng Tắc Nghiêu. Phùng Kính là người của Phùng Tắc Nghiêu, việc này vẫn cần Phùng Tắc Nghiêu lên tiếng mới khiến Phùng Kính im miệng. Bố nói phải ạ, người nhà họ Phùng đã nói một là một, thua là phải nhận, Phùng Tắc Nghiêu nheo mắt nhìn Phùng Thừa Lâm cười nói, sau đó nói với Phùng Kính, lần này chức đội trưởng đội vây bắt do cậu thanh niên này đảm nhận. Kính Nhi làm đội phó, nhất định phải phối hợp để giành lấy danh tiếng cho đội nhé. Phùng Kính vốn dĩ còn đang mặt mày ấm ức nhưng nghe vậy thì mắt sáng lên, vội gật đầu. Trước đội trưởng cho anh ta ngồi lên thì đã sao, lần này người tham gia vây bắt đều là người nhà họ Phùng. Phùng Kính tôi đây cho dù trên danh nghĩa là đội phó nhưng mọi chuyện chẳng phải nghe theo sắp xếp của tôi sao. Nghĩ vậy, trong lòng Phùng Kính chợt thấy vui hơn hẳn. Đinh Dũng đương nhiên không nghĩ tới những điều này. Có điều anh vốn chỉ cần danh nghĩa đi thi mà thôi, còn ai làm đội trưởng lại không phải vấn đề anh quan tâm. Tên này nếu có tách anh ra khỏi đội thì lại đúng tâm lý của anh rồi. Đinh Dũng vốn không định đi cùng với đội Phùng Kính khi tham gia vây bắt. Lần này anh tham gia là vì tìm Kim Vô Đạo, đương nhiên sẽ không dẫn theo đội Phùng Kính để bị lùi lại đằng sau làm gì. Phải nhanh chóng tìm ra Kim Vô Đạo, cứ nghĩ tới việc của Bắc Cảnh mà trong lòng Đinh Dũng lại càng bấn loạn. Anh phải nhanh chóng quay về ở bên Hàn Phương Nhiên và Đinh Tuyết. Xảy ra biến cố như vậy, không ai dám đảm bảo ngày nào Giang Bắc bình yên. Đã xác định được chức đội trưởng của Đinh Dũng và lại hai vị gia chủ đã lên tiếng như vậy rồi nên những người khác đương nhiên không dám nói thêm lời nào. Đúng lúc này, luồng thông tin được lan đi nhanh chóng. Nghe nói gì chưa, lần vây bắt này, nghe nói thành chủ phủ cũng phái người đi. Hình như phát hiện ra một hang động nào đó. Bên trong còn những thứ đồ mà thành chủ đại nhân mong muốn có được cho nên mới phái người tham gia vây bắt. Chẳng trách mà năm nay cuộc thi vây bắt lại náo nhiệt hơn mọi năm, vài gia tộc lớn đều phái người tới tham gia. Ngày vây bắt, thông tin phủ thành chủ phái người tham gia vây bắt đã được đồn khắp thành,
tất cả mọi người đều biết rằng phủ thành chủ từ trước đến giờ chỉ phụ trách tổ chức, chưa bao giờ phái người tham gia thì lần này lại cử 6 nha nội hộ vệ. 6 nha nội hộ vệ là khái niệm gì? Kể cả là trong nha nội phủ thành chủ cũng chỉ có 12 nha nội hộ vệ, người nào người nấy đều là cao thủ một địch 10, lần này cử một lần mà tới một nửa số lượng thì có thể thấy phủ thành chủ coi trọng việc vây bắt thế nào. Bố à, cuộc vây bắt lần này e rằng không đơn giản như vậy đâu, bên trong nội viện của nhà họ Phùng, Phùng Tắc Nghiêu ngồi trên ghế vừa thưởng trà vừa nhìn sang Phùng Thừa Lâm với sắc mặt tối sầm cả lại. Phùng Thừa Lâm đương nhiên cũng nghe nói tới thông tin phủ thành chủ phái người tới tham gia. Động thái này của phủ thành chủ khiến ông ta không khỏi thận trọng. Nếu như bí mật bị bại lộ thì hy vọng nhà họ Phùng vực dậy sẽ tan thành mây khói. Bố à, bố vẫn không muốn nói cho con biết vùng đất bí mật đó nằm ở đâu sao? Con là con trai của bố, bố không tin con mà lại tin một tên người ngoài không rõ lai lịch sao? Phùng Tắc Nghiêu thổi chén nước trà, tiếp tục nói, đây là đạo lý gì chứ? Tấm bản đồ đó, đợi tới trước khi bọn họ tới, bố đương nhiên sẽ lấy ra. Phùng Thừa Lâm thản nhiên nói, còn tấm bản đồ đó thuộc về ai thì đợi bố chết, đương nhiên sẽ để lại cho con. Mặc dù nói như vậy nhưng sắc mặt Phùng Thừa Lâm lại càng lúc càng khó coi. Trước kia ông ta là người tham gia vây bắt ở tốp đầu, sau khi trải qua biết bao khổ ải mới có được tấm bản đồ đó, tìm được sơn động có đầy dị quả, chỉ đáng tiếc tuyết quái bên trong sơn động lại quá nhiều. Trước kia vài tộc người phải trả giá bằng mạng sống mới cướp được một dị quả về. Cũng vì dị quả này nên ông ta mới có thể dễ dàng đột phá cảnh giới, đạt được cảnh giới võ học đại sư, sau này, ông ta lại lần lượt phái người tới đó. Phùng Tắc Nghiêu và Phùng Lục nắm giữ hình đường đều ăn dị quả lấy về nên mới có được thành tựu như ngày hôm nay. Nếu không phải sau khi dãy núi Phổ Lôi dị biến và bắt đầu bài trừ những người từng tới đó thì Phùng Thừa Lâm cũng muốn đích thân tới đó cướp dị quả về, và lại mấy năm nay, tuyết quái trong núi ngày càng to lớn. Những người ông ta phái đi nhiều lần trở về tay không. Cho nên Phùng Thừa Lâm mới nghĩ tới sự trợ giúp từ bên ngoài. Khi thấy thực lực khủng bố của Đinh Dũng, ông ta mừng lắm. Lần này nhất định có thể góp một viên gạch cho nhà họ Phùng rồi. Nhà họ Phùng nhất định có thể một bước lên trời, chen được vào hàng tứ đại gia tộc. Thế nhưng hành động lần này của Phủ Thành Chủ lại khiến Phùng Thừa Lâm lo lắng, không chắc chắn hoàn toàn được. Phủ Thành Chủ không thể điều binh khiển tướng như vậy được. Bọn họ nhất định phát hiện gì đó trong dãy núi Phổ Lôi Nhĩ nên mới có động tĩnh này. Thời gian không còn nhiều nữa, nên xuất phát rồi, Phùng Tắc Nghiêu nghe bố mình nói vậy thì gật đầu nheo mắt nhìn giờ. Đi thôi, Phùng Thừa Lâm đứng dậy, chắp tay ra sau và đi ra ngoài trước. Nhìn theo bóng bố mình biến mất ở phía cửa, Phùng Tắc Nghiêu mặt mày dần tối sầm cả lại, chén trà trong tay ông ta cũng vỡ vụn, rơi xuống đất. Gia chủ bất giận. Đợi ông cố đi thì bản đồ kia sớm muộn cũng về tay ông thôi, một thanh niên đi theo Phùng Tắc Nghiêu vội cúi đầu cung kính khuyên, ông cố đã nghi ngờ rồi, chúng ta vẫn nên. Nói tới đây, hắn ta lại nhìn trước ngó sau, thấy xung quanh không có ai nữa mới đặt ngón tay lên miệng, làm động tác suỵt. Hừ, lão già sống dài đó đã là cảnh giới võ học đại sư rồi, nếu lần này tên tiểu tử kia có được dị quả. Một khi để ông ta tăng tiến lên cảnh giới tông sư rồi sống thêm 3 đến 50 năm nữa thì chắc chắn cũng chẳng thành vấn đề. Phùng Tắc Nghiêu nghiến răng, trong ánh mắt sát khí đằng đằng, nạt nộ ta phải đợi tới bao giờ, đi báo cho Phùng Kính, bảo nó tìm cơ hội giết chết thằng kia, năm nay cho dù tay không đi về cũng không có gì đáng tiếc. Vâng, gã thanh niên kia vội chắp tay cung kính bái, sau đó đảo mắt một lượt rồi lại hỏi, gia chủ, con thấy để tên tiểu tử đó đi lấy dị quả trước. Nếu như không cướp được thì cho Phùng Kính đem theo bột làm mềm gân, há chẳng phải một công đôi việc sao? Nghe vậy, Phùng Tắc Nghiêu cúi đầu nhìn sang gã thanh niên kia rồi gật đầu cười lạnh lùng, hay, cứ theo con nói mà làm. Nói rồi Phùng Tắc Nghiêu phất tay áo, quay người bước đi. Bên trong sân luyện võ nhà họ Phùng, Đinh Dũng đã đến như hẹn, Phùng Kính và 4 người khác cũng đều tập hợp ở đây đợi Phùng Tắc Nghiêu xuất hiện. Ông cố, gia chủ đâu ạ? Phùng Kính nhìn Phùng Thừa Lâm cung kính đón. Phùng Thừa Lâm tức tối, hắng giọng nhưng không nói lời nào. Cậu Đinh, lại đây tôi có lời muốn nói. Phùng Thừa Lâm đến bên Đinh Dũng, dẫn anh tới bên sân luyện võ, rút ra một mảng gia thú. Đây là bản đồ dãy núi Phổ Lôi Nhĩ. Phùng Thừa Lâm nhìn Đinh Dũng, đưa mảng gia thú cho anh, sau đó nói, điểm đỏ trên bản đồ là một sơn động rất bí hiểm. Cậu vào trong đó, giúp tôi lấy một quả màu đỏ, to bằng nắm tay. Nếu có thể hoàn thành thì tôi nhất định có quà rất hậu cho cậu,
Nói tới đây, Phùng Thừa Lâm lại vỗ vai Đinh Dũng. Từ sau khi nhìn ra được thực lực của Đinh Dũng, Phùng Thừa Lâm càng có thêm hy vọng cho hành động lần này. Ban đầu ông ta không có mấy hy vọng, nhưng mấy ngày trước, mấy người ông ta phái đi đều phải bỏ mạng hoặc bị thương, có người tay không đi về, nhưng có sự trợ giúp của Đinh Dũng lần này nên hy vọng có được loại quả kia càng nhiều hơn nữa. Chỉ cần có được quả đó thì ông ta sẽ có cơ hội tiến thêm một bước, tới lúc đó cả Bắc Cảnh này ai có thể địch lại nổi ông ta. Không cần phải hậu hĩnh đâu, chỉ cần ông nói lời giữ lời là được, Đinh Dũng cười sau đó nhìn thẳng vào mắt Phùng Thừa Lâm, dị quả. Chỉ cần một quả phải không? Nếu có nhiều thì đương nhiên càng tốt, tôi đồng ý bỏ ra số tiền lớn để mua nó, Phùng Thừa Lâm hít sâu một hơi. Đinh Dũng gật đầu, không mấy để ý đến câu nói này lắm. Có dị quả đương nhiên anh phải nghiên cứu trước, còn giao dịch với ông già này, tới lúc đó đưa ông ta một quả là được, còn số còn thừa bán cho ông ta hay không thì do Đinh Dũng quyết định rồi. Có lấy được dị quả hay không, việc này Đinh Dũng không nghĩ nhiều, thử hỏi nếu đến thứ mà anh còn không lấy được thì trên đời này còn ai có thể lấy được. Gia chủ, đúng lúc này, phía sau vang lên giọng nói hùng hồn của mấy người phía Phùng Kính. Nghe giọng nói đó, Phùng Thừa Lâm lạnh mặt hẳn lại. Sau đó về trạng thái bình thường, đi về phía đó. Đinh Dũng thấy vậy thì vẻ mặt có vẻ cổ quái, nhìn Phùng Thừa Lâm và Phùng Tắc Nghiêu một cái. Hai bố con nhà này thú vị đấy, rõ ràng là bố con nhưng lại không khác kẻ thù. Bố, người đã đến đủ, chúng ta xuất phát thôi, thấy Đinh Dũng đằng sau bố mình, Phùng Tắc Nghiêu nheo mắt nói. Đợi đã, vì thể diện của nhà họ Phùng lần này, ta mở kho vũ khí, các con mỗi người chọn một vũ khí mình ưng nhất. Phùng Thừa Lâm ho một tiếng, nói, vũ khí này không phải lấy đi để chơi, nhất định phải lấy được thể diện cho nhà họ Phùng. Vâng, vừa nghe nói sắp mở kho vũ khí, mấy người phía Phùng Kính không khỏi hưng phấn. Kể cả bọn họ là hậu bối nhà họ Phùng, nhưng cơ hội được thấy kho vũ khí không nhiều, dù thành phổ Lôi Nhĩ không cấm võ nhưng mệnh lệnh cấm dùng súng đạn để tránh làm người khác bị thương. Có vẻ không được hợp lý cho lắm ạ, Phùng Tắc Nghiêu nhìn bố mình với vẻ mặt khó coi. Trong lòng ông ta lại thầm cười lạnh lùng. Đúng là lão già sống mãi không chết. Chẳng có gì là không hợp lý cả, lần này Phùng Thừa Lâm hiếm lắm mới quyết định như vậy. Ông ta nhìn Phùng Tắc Nghiêu nói, sao, lời bố nói không có tác dụng sao? Nghe vậy, Phùng Tắc Nghiêu vội khoát tay, cười đáp bố nói gì vậy chứ? Vậy thì mở kho vũ khí đi, Phùng Thừa Lâm lạnh mặt. Mọi người đi theo ta, Phùng Tắc Nghiêu nheo mắt nghiến răng nhưng bất lực. Chỉ đành dẫn người đi về phía kho vũ khí. Kho vũ khí được nhà họ Phùng tích góp vài năm gần đây, vì súng đạn đều trong tay phủ thành chủ nên những vũ khí bọn họ có được phần lớn đều là vũ khí lạnh. Thông qua tầng lớp bảo vệ, Phùng Tắc Nghiêu và Phùng Thừa Lâm cuối cùng cũng dẫn bọn họ tới được gian mật thất. Vừa bước vào đây đã có mùi thuốc súng sực lên. Diện tích căn mật thất không phải rộng lớn, bên trong còn xếp đầy các loại súng, phần lớn đều là súng trường, súng ngắn cũng có một phần lớn. Loại súng bán tự động hoặc tự động với hỏa lực mạnh thì không được mấy khẩu. Thế nhưng kể cả những thứ này thì cũng đủ khiến mấy người phía Phùng Kính phải bụng miệng. Cả đời này bọn họ chưa bao giờ thấy nhiều súng như vậy, đặc biệt là vài khẩu đại hỏa lực ở trong góc kia càng khiến bọn họ bất ngờ. Tự chọn đi, Phùng Thừa Lâm mặt mày cao ngạo nói với đám người, chọn cho mình một khẩu mà mình thấy vừa tay nhất. Nói rồi, ông ta liếc mắt sang Đinh Dũng ý bảo Đinh Dũng chọn một khẩu đại hỏa lực. Cả kho vũ khí cũng chỉ có 3-4 khẩu đại hỏa lực. Với thực lực của Đinh Dũng, nếu lấy một khẩu như vậy thì nhất định đủ để càn quét tất cả, cứ nghĩ tới dị quả sắp về tay mình mà Phùng Thừa Lâm không khỏi hưng phấn. Đương lúc ông ta cao hứng, Đinh Dũng lại không hề đi về phía mấu khẩu đại hỏa lực mà đảo mắt quanh kho vũ khí một lượt, sau đó dừng ở giá để dao ở góc trong cùng. Trên giá để dao có vài con dao dài, bên trên phủ lớp bụi dày, bên dưới đặt một thanh kiếm ngắn. Trên thân kiếm đương nhiên cũng bám lớp bụi dày. Thấy thanh kiếm này, Đinh Dũng sáng mắt lên, nhanh chóng đi tới, tay vuốt thân kiếm thật nhẹ để lớp bụi kia lập tức bay đi. Lớp bụi bay đi để lộ ra vỏ kiếm nguyên trạng, đây là thanh kiếm ngắn màu đen, dài từng nửa mét, bên trên còn khắc những hoa văn không rõ tên, thanh kiếm toát ra khí thức cổ xưa đầy khí thế. Đáng tiếc, Đinh Dũng nhìn vỏ kiếm, trong ánh mắt lại ảm đạm đi vài phần. Thanh kiếm này trong mắt người khác rất bình thường nhưng trong mắt Đinh Dũng nó lại là hung khí vô cùng nhạy bén, chỉ đáng tiếc sát khí trong thanh kiếm đã bị diệt trừ, chỉ còn lại tàn khí mà thôi.
Có điều sát khí sát linh dù có tản đi nhưng chất liệu của thanh kiếm này lại rất đặc biệt, nó có thể xẻ sắt thành bùn, là công cụ rất tốt, nếu dùng trong núi thì chắc chắn còn hơn cả súng. Nghĩ vậy, Đinh Dũng đem thanh kiếm vỏ đen đi về phía Phùng Thừa Lâm, tôi có thể lấy nó không? Cái này, Phùng Thừa Lâm cau mày, ông ta dù thế nào cũng không ngờ nổi Đinh Dũng lại chọn một vũ khí lạnh. Phùng Thừa Lâm đảo mắt làm ra vẻ bị làm khó, cậu Đinh, thanh kiếm này là bảo vật gia truyền của nhà họ Phùng, thực sự không thể dùng bên ngoài, chỉ bằng cậu chọn vũ khí khác, mấy thứ này cũng không tồi mà. Vừa nói, Phùng Thừa Lâm chỉ về phía mấy khẩu đại hỏa lực ở bên nhưng đúng lúc này Phùng Tắc Nghiêu đột nhiên đi tới nhìn thanh kiếm trong tay Đinh Dũng mà bật cười nói, bố, từ bao giờ nhà chúng ta lại có bảo vật gia truyền này vậy, sao con không biết? Cậu Đinh đã thích nó thì tặng thanh kiếm này cho cậu ấy đi. Phùng Tắc Nghiêu nhếch miệng, Đinh Dũng chọn vũ khí này không phải tìm đến cái chết sao? Vừa rồi ông ta còn lo nếu Đinh Dũng dùng vũ khí thì sẽ gây thêm rắc rối lớn cho Phùng Kính nhưng giờ Đinh Dũng lại chọn kiếm, điều này khiến Phùng Tắc Nghiêu yên tâm hơn. Thế này thì sau khi nhiệm vụ hoàn thành, mấy người phía Phùng Kính sẽ dễ dàng đoạt được đồ. Cậu chắc chắn dùng thanh kiếm này chứ? Phùng Thừa Lâm cau mày nhìn Đinh Dũng. Câu nói của Phùng Tắc Nghiêu khiến ông ta không biết phải trả lời làm sao. Nếu như Đinh Dũng thay đổi ý định còn được, nhưng nếu như vẫn cố chấp lấy thanh kiếm này thì Phùng Thừa Lâm cũng chẳng còn gì để nói. Lấy thanh kiếm này đi, nghe hai người nói vậy, Đinh Dũng gật đầu đáp. Đạt tới cảnh giới này rồi thì đối mặt với vũ khí nóng mặc dù không thể đạt tới cảnh giới miễn dịch được nhưng muốn né tránh cũng không phải khó. Chỉ cần không phải là vũ khí sát thương cỡ lớn thì có muốn đánh trúng Đinh Dũng về cơ bản cũng không thể nào. Ha ha, cậu Đinh đã thích thanh kiếm này rồi thì tôi tặng nó cho cậu, Phùng Tắc Nghiêu thở phào, bật cười. Mặt Phùng Thừa Lâm tối sầm cả lại, ông ta nói với giọng khó chịu, chọn xong cả chưa, xong rồi thì tập kết đội bên ngoài, xuất phát. Đinh Dũng không quan tâm tới Phùng Thừa Lâm nữa, anh không cần mấy khẩu súng đó, cũng chẳng cần phải giải thích với ông ta. Cái anh cần chỉ là danh nghĩa vào dãy núi Phổ Lôi Nhĩ tham gia cuộc vây bắt. Chỉ cần thay Phùng Thừa Lâm lấy về một dị quả thì có thể coi là hoàn thành giao dịch. Còn cách giao dịch hoàn thành thế nào thì Đinh Dũng thấy không quan trọng. Chỉ cần có thể mang dị quả về thì có lẽ Phùng Thừa Lâm cũng sẽ không hỏi nhiều. Khi tới sân tập võ đã có hai chiếc xe đợi ở đây. Sau khi tập kết, Phùng Thừa Lâm và Phùng Tắc nhiều lần lượt nói đôi câu rồi cả hai dẫn mọi người lên xe. Núi Phổ Lôi Nhĩ cách thành Phổ Lôi Nhĩ không xa, nằm ngay phía sau thành, có điều hôm nay là ngày diễn ra cuộc vây bắt, kể cả là đường chính của thành Phổ Lôi Nhĩ cũng tắc nghẹt, chẳng dễ gì mới ra được khỏi thành, xe bánh xích mới có thể nhanh chóng di chuyển. Sau nửa tiếng đồng hồ, chiếc xe dừng bên ngoài núi Phổ Lôi Nhĩ. Nơi này có không biết bao nhiêu người quy tụ về đây, phóng tầm mắt là có thể nhìn thấy cả biển người, còn những người tham gia vây bắt lại ở trên khoảng đất trống. Vị trí trung tâm có bốn phe, lần lượt là tứ đại gia tộc trong thành Phổ Lôi Nhĩ. Xung quanh tứ đại gia tộc là những người trong 10 gia tộc hạng nhất vây quanh. Nhà họ Phùng đương nhiên cũng có chỗ dựa. Vừa vào tới đây, Phùng Thừa Lâm liền dẫn mọi người đi thẳng tới vị trí của nhà họ Lý. Đinh Dũng đảo mắt một lượt vào một vị trí của tứ đại gia tộc. Ngoài tộc Bắc Giã mà anh từng có ấn tượng ra thì ba gia tộc còn lại anh đều lạ lẫm. Còn nhà họ Lý là gia tộc có thế lực khá yếu trong tứ đại gia tộc. Dẫn đầu là cô gái mặc váy trắng liền thân. Cô mặc bộ váy trắng giữa tiết trời tuyết rơi trắng xóa khiến người ta có cảm giác nhẹ nhàng bồng bềnh, giống như một vị tiên tử không thuộc về chốn trần gian vậy. Mặc thế này không lạnh sao, Đinh Dũng mặt mày tỏ vẻ kỳ quái không khỏi thầm nhủ. Cô ta quả thực rất đẹp, đẹp đến nao lòng. Cái lạnh của Bắc Cảnh cho dù là cơ thể của Đinh Dũng trong tình trạng không dùng tới linh lực thì cũng không thể chịu được cái lạnh khắc nghiệt thế này. Vừa vào tới đây, Đinh Dũng đã đại khái nhận định được thực lực của những người ở đây. Tứ đại gia tộc tham gia vây bắt đều có sự tham gia của ít nhất một võ đạo đại sư làm trụ cột, còn 10 gia tộc hạng nhất, trong đó bao gồm cả nhà họ Phùng lại không hề có võ đạo đại sư trẻ tuổi. Những gia tộc nhỏ hạng 2, hạng 3 mặc dù cũng tham gia nhưng về cơ bản trong đội bọn họ cũng chỉ có võ sĩ có tu vi mà thôi. Đinh Dũng đảo mắt một lượt, sau khi thấy 4 gia tộc lớn kia thì phóng tầm mắt ra xa, nơi có người đang canh giữ phía trước nhà bạt màu đen. Ở phía xa có vùng đất trống, người ta dựng ở đó nhà bạt màu đen, xung quanh nhà bạt có người canh giữ nghiêm ngặt, quanh đó 10 mét không có bất cứ ai, còn phía trước nhà bạt có 6 người nam nữ mặc đồ giống nhau, mặt mày khác thường. Sau khi thấy 6 người này,
mắt Đinh Dũng hơi nheo lại. Sáu người này đều đạt cảnh giới võ đạo đại sư, nhưng khí tức lại hoàn toàn khác với Phùng Thừa Lâm, có lẽ đều dùng dị quả để tăng tiến thực lực, có điều một nhóm người bên cạnh bọn họ lại khiến Đinh Dũng chú ý hơn. Thực lực của nhóm người này không giống nhau, họ có chừng 7, 8 người, tất cả đều đeo mặt nạ đen. Người đi đầu là một người đàn ông, từ đầu đến chân đều kín bưng trong áo choàng đen, đến cả mặt cũng bị che đi một nửa, hoàn toàn không nhìn ra hình dạng. Đinh Dũng nhìn người này xong thì cau mày. Anh vẫn luôn cho rằng người đàn ông này cho anh cảm giác rất quen thuộc, thế nhưng chỉ là cảm giác mà thôi, không thấy được mà cũng không chạm tới được. Thế nhưng cách ăn mặc của bọn họ lại khiến Đinh Dũng nghĩ tới điều khác. Anh khẽ vỗ vào túi đựng đồ, lấy ra một mặt nạ quỷ và đeo lên. Ha ha, Phùng lão, hôm nay các ông đến hơi muộn đấy, chúng tôi đều đang đợi các ông đấy. Phùng Thừa Lâm vừa đi tới đây đã có người đến cười nói, cuộc vây bắt năm nay không giống như thường lệ, chúng ta vẫn nên liên thủ lại, bọn họ đều bắt tay nhau cả rồi. Nói rồi, người kia nhếch miệng nhìn về phía ba đại gia tộc. Lần này thành chủ đại nhân cũng phái người tham gia, nhà họ Phùng chúng tôi không muốn kiếm thêm hời gì, chỉ cần cho đám hậu bối này có cơ hội thử sức là được rồi. Nghe đối phương nói vậy, Phùng Thừa Lâm bật cười ha ha, khéo léo đổi chủ đề. Phùng Thừa Lâm nhà họ Phùng xin chào Lý cô nương của thượng tộc. Phùng Thừa Lâm không dừng chân mà cứ thế đi thẳng về phía cô gái mặc váy trắng nhà họ Lý, chắp tay lại. Nghe ông ta nói vậy, cô gái mặc váy trắng kia quay đầu lại nhìn Phùng Thừa Lâm rồi đảo mắt nhìn về phía đám người Đinh Dũng mà bĩu môi. Phùng lão không cần đa lễ, thời gian cũng đến rồi, mọi người chuẩn bị chút đi. Lúc này cả thành phố Lôi Nhĩ đều bao trùm trong ánh sáng, từng đường ánh sáng mờ ảo như lớp sương mù, duy chỉ có Đinh Dũng là cảm nhận được luồng ánh sáng này xong thì bất giác cau mày. Quả nhiên có trận pháp được kích hoạt, Đinh Dũng nheo mắt, cảm nhận từng luồng sáng lúc ẩn lúc hiện kia. Anh đã đoán được từ trước, trong dạng núi này sẽ bị thiết lập trận pháp, lúc này xem ra quả nhiên là như vậy thật rồi. Có điều không biết rốt cục là ai lập ra trận pháp này. Việc ngăn người khác vào núi là có ý gì, có điều Đinh Dũng cũng không nghĩ thêm gì nhiều, hiện giờ anh không có thời gian điều tra vấn đề này, chỉ muốn nhanh chóng tìm Kim Vô Đạo, giải quyết xong xuôi mọi việc thì về Kim Châu. Chẳng bao lâu, trong nhà bạt đen kia vang lên âm thanh náo loạn, ngay sau đó chủ sự của tứ đại gia tộc đều nhìn về phía núi Phổ Lôi Nhĩ. Vốn dĩ luồng ánh sáng bao trùm lấy ngọn núi càng lúc càng mỏng như thể màn sương mờ bị gió thổi bay, nhưng Đinh Dũng chỉ cần nhìn là có thể nhận ra đây là trận pháp vận hành và gặp phải vấn đề. Trận pháp lúc này phòng hộ vô cùng yếu, thậm chí theo cảm nhận của anh, chỉ cần một nắm đấm của anh cũng có thể khiến màn sáng bảo vệ trận pháp tan rã. Thời khắc đã đến. Mọi người nhanh chóng ra tay, đúng lúc này, một thanh niên nam trẻ tuổi trong tộc Bắc Dã đi ra, nhìn về màn sáng kia mà lên tiếng, cùng ra tay. Cậu ta dứt lời, những thanh niên trong tộc Bắc Dã lần lượt lao ngay vào cửa vào núi, trong đó có ba người không hề chậm trễ, đặc biệt là cô gái mặc váy trắng trong nhà họ Lý, khẽ lướt đi, băng về phía trước, động tác hết sức nho nhã mà nhẹ nhàng linh hoạt. Đúng lúc này, phía trước lều bạt màu đen của phủ thành chủ. Sáu cao thủ nha nội và một đội người đeo mặt nạ đi tới, tất cả mọi người cùng ra tay, trong chốc lát đã khiến màn sáng kia bị thủng một lỗ. Từng linh khí tinh tế nhất ập vào, mọi người chỉ cảm thấy giật mình, lỗ chân lông toàn thân như nở ra. Cảm giác thoải mái đó khiến người ta không cảm thấy chân thật. Duy chỉ có Đinh Dũng là mặt mày thay đổi, linh khí trong núi Phổ Lôi Nhĩ quả thật rất đầy đặc. Từ sau khi vào kiếp này, anh nhận ra linh khí cạn kiệt. Làm gì có chỗ nào còn linh khí dày đặc như vậy. Kể cả trên Thanh Thành Sơn thì luồng linh khí quy tụ không tiêu tán kia cũng chẳng thể bằng nơi này được. Chẳng trách mà có thể sinh sôi ra bao nhiêu dị quả, Đinh Dũng nheo mắt. Lúc này không vào thì còn đợi tới bao giờ, đúng lúc này, cô gái mặc váy trắng nhà họ Lý hắng giọng, dẫn người vào trước. Đinh Dũng nghe vậy thì nhìn sang Phùng Thừa Lâm, hai người cùng gật đầu, sau đó anh thoát di chuyển dẫn đội xông vào trong núi. Vừa vào trong núi, mỗi một tế bào trên người Đinh Dũng như thể được kích thích nhờ linh khí vậy, đặc biệt là kim đan trong vùng đan điền đang từ từ di chuyển như nhảy múa vui mừng. Linh khí ở đây quả thật quá dày đặc, cả dạng núi giống như thời kỳ thượng cổ. Cây cao chọc trời che lấp bầu trời, giữa trăm núi nghìn khe còn có tiếng vượn kêu, hổ gầm. Kể cả là tuyết trắng trời cũng không thể che lấp những cành cây màu xanh đen cổ xưa. Kỳ lạ, nơi này lạnh như vậy. Sao những cây thế này lại có thể sinh trưởng mạnh như vậy? Đinh Dũng cau mày, chắc chắn có gì đó khác thường, mọi thứ đều diễn ra không hề bình thường.
Tất cả mọi người tập hợp, đúng lúc này cô gái mặc váy trắng nhà họ Lý ban nãy lên tiếng. Nghe giọng cô ta, chỉ cần là thành viên trong gia tộc nhà họ Lý thì đều tiến lên. Đinh Dũng suy nghĩ một lát, ba gia tộc, lại thêm 10 người nhà họ Lý, tổng cộng có 25 người. Ha ha, Uyển Nhi, không ngờ lần này cô lại dẫn đội đấy, một thanh niên dẫn người đi vào, thấy cô gái mặc váy trắng thì bật cười, trong ánh mắt nhìn đầy nóng bỏng. Hắn ta nói xong thì liếm liếm miệng. Trương Tống, nhà họ Trương các anh lại cho anh đi, không sợ thất bại sao? Lý Uyển bật cười, ánh mắt rõ vẻ khó chịu. Tên Trương Tống này là nhân tài trong lớp thanh niên của nhà họ Trương, nhưng trong mắt Lý Uyển, thực lực của hắn chẳng đáng để nhắc đến, không xứng là đối thủ của cô. Nghe Lý Uyển nói vậy, Trương Tống tối sầm mặt lại, hắn hắng giọng, người của phủ thành chủ đã vào trong rồi, lần này trong sơn động chắc chắn có biến cố, tới lúc đó nếu có ai nói không ra ngoài nổi thì cũng sẽ chẳng có người nghi ngờ. Nói tới đây, Trương Tống đột nhiên bật cười. Hắn không hề che đậy vẻ dạo dực trong ánh nhìn. Như cảm nhận được cái nhìn đó của Trương Tống, Lý Uyển cau mày, Trương Tống, đừng trách tôi không nhắc anh, nếu anh dám nói thêm lời nào nữa thì tôi sẽ rách mồm anh ra. Hay anh cho rằng anh là đối thủ của tôi? Ha ha ha, tôi đương nhiên không phải đối thủ của cô, thấy bộ dạng đó của Lý Uyển, Trương Tống không khỏi liếm miệng. Lý Uyển càng như vậy, Trương Tống càng thấy hứng thú, đợi lát nữa. Nhất định phải dạy cô ta biết cách làm đàn bà là thế nào mới được. Thấy điệu cười đó của Trương Tống, Lý Uyển nhìn hắn với ánh mắt đầy nghi ngờ. Lúc này những người khác căn bản đều đã vào trong núi, ở cửa vào núi chỉ còn lại gia tộc nhà họ Lý và nhà họ Trương. Đinh Dũng đứng trong đám người nhìn người đàn ông nãy giờ im lặng đứng bên Trương Tống mà cau mày. Khí tức của người này chỉ là võ sĩ đỉnh phong nhưng Đinh Dũng lại thấy khí tức của người này rất đặc biệt. Không giống với những võ sĩ tu luyện bình thường khác. Vừa không phải là người tu luyện bình thường, cũng không phải là người thông qua dị quả tăng tiến thực lực, ngược lại lại giống với người luyện khí hấp thụ linh lực giống như Đinh Dũng. Anh Bành, lời hẹn giữa chúng ta vẫn còn tính chứ? Trương Tống đột nhiên quay đầu nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, lên tiếng. Người đàn ông này tướng mạo bình thường, sắc mặt vàng vọt, con mắt đen láy trông có vẻ khác thường. Lúc này nghe Trương Tống nói vậy, hắn ta đảo mắt nhìn Lý Uyển từ đầu đến chân rồi gật đầu nói rất khẽ, đương nhiên tính rồi, cậu cho tôi một danh phận, tôi ra tay 3 lần, vật phẩm đạt được chia đôi 50-50. Vậy mời anh Bành ra tay, giúp tôi có được cô ta, Trương Tống liếm mép chỉ vào Lý Uyển mà bật cười. Trương Tống dứt lời, mặt Lý Uyển đột nhiên biến sắc, cô ta lập tức lùi sau nửa bước, chỉ vào Trương Tống mà nạt với giọng đầy cảnh giác, Trương Tống, thực lực giữa tôi và anh ngang bằng. Anh muốn đem mọi lợi ích có được trong núi này cho người khác sao? Hừ, cuộc vây bắt diễn ra 10 ngày, có anh Bành giải quyết các cô thì sẽ không chậm trễ đại sự được đâu. Nói tới đây, Trương Tống lại nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, nói, mời anh Bành ra tay. Được, người đàn ông kia gật đầu, giật mọi sợi dây thừng màu đỏ quấn trên cánh tay xuống, điềm tĩnh nói, còn 2 lần. Dứt lời, hắn ta đảo mắt, nhìn về phía Lý Uyển, nhếch miệng cười mỉa mai, đáng tiếc. Người đẹp thế này kia mà. Hắn ta không nói thêm gì nữa, bóng hình hóa thành tàn ảnh, di chuyển về phía Lý Uyển. Lý Uyển tái mét mặt, khí thế trong cơ thể cô ta cuộn trào. Cô ta nhanh chóng né người trốn thoát nhưng giây phút cô ta né đi, một bóng đen lao vút tới, đó chính là người đàn ông kia. Tốc độ nhanh quá, những người khác nhìn thấy cảnh này thì mặt tối sầm cả lại. Lý Uyển mặt cắt không còn giọt máu, cô ta đã đạt cảnh giới võ đạo đại sư. Đương nhiên hiểu rõ hơn những người khác tốc độ thế này thì ít nhất cũng là võ đạo đại sư đỉnh phong mới có được. Người này đã che giấu thực lực trước đó. Có thể né qua đòn công kích của tôi, cô cũng không tồi, người đàn ông kia nhìn Lý Uyển với ánh mắt khác thường. Đợi đã, nhà họ Trương cho anh lợi ích gì thì nhà họ Lý cho gấp đôi. Lý Uyển nghiến răng nhìn người đàn ông kia, đối diện với loại người thế này, cô ta không đủ tự tin. Và lại cô ta rõ hơn ai hết một khi không phải là đối thủ của hắn ta, bị Trương Tống bắt về thì cô ta sẽ có kết cục thế nào. Thay vì như vậy thì chi bằng lôi tiền ra dụ. Thế nhưng nghe Lý Uyển nói vậy, người đàn ông kia lại lắc đầu, nói, những gì bọn họ cho tôi, cô không cho tôi được, và lại tôi là người trọng lời hứa, đã hứa với bọn họ thì sẽ không phản lại lời hứa. Nói rồi, hắn ta di chuyển với tốc độ rất nhanh. Những người có mặt ở đây, gần như không có ai có thể nhận ra động tác của hắn ta. Có điều, Đinh Dũng lại dè bỉu coi thường. Hắn ta quả là luyện công pháp tăng tốc độ,
nếu không thì với thực lực của hắn ta, sao có thể di chuyển nhanh như vậy được. Cũng may hắn gặp một cô gái không có kinh nghiệm chiến đấu thực tế như Lý Uyển, chứ nếu gặp phải Đinh Dũng thì e rằng đã bị đánh bại từ lâu rồi. Là một kẻ luyện khí, có điều nền tảng lại không ra làm sao, Đinh Dũng thầm nhủ, không ngờ có thể gặp được một tên luyện khí ở đây. Thời đại này kể cả là người tu hành cũng tu võ đạo. Đinh Dũng chưa từng gặp người luyện khí, cũng không biết hắn ta là người của thế lực nào. Đúng lúc này, chiến cục có thay đổi. Lý Uyển đối diện với sự đàn áp về tốc độ tuyệt đối của hắn ta, căn bản không thể đưa ra đòn phản công lại, chỉ có thể không ngừng né tránh. Vốn dĩ Lý Uyển nghĩ cũng rất chu đáo. Chỉ cần cô ta né được các đòn tấn công của đối phương, dần dần hắn ta nhất định sẽ tiêu hao năng lượng nhiều hơn một người phòng thủ như cô, thế nhưng Lý Uyển lại chưa từng nghĩ nếu như cô ta không chặn được đòn tấn công của đối phương thì nên làm thế nào. Lúc này chính là như vậy. Cô ta thực sự đã làm rất tốt nhưng vẫn bị đối phương tìm ra sơ hở. Đúng lúc Lý Uyển giơ chân phòng thủ thì người đàn ông kia đột nhiên xoay người sang một góc khác, túm lấy chân Lý Uyển rồi kéo xuống dưới. A, Lý Uyển kinh ngạc thét lên, bị người đàn ông kia lôi xuống. Ngay sau đó, hắn ta vung tay định bóp cổ Lý Uyển, một khi bị bóp cổ thì sinh tử của Lý Uyển đương nhiên nằm trong tay hắn ta rồi. Thấy Lý Uyển sắp bị bóp cổ, luồng khí tức trong cơ thể cô ta bùng phát. Mặt Lý Uyển thoáng qua từng đường trắng nhạt, những đường vân này dày đặc phức tạp. Làn da vốn dĩ trắng ngần của Lý Uyển thì giờ về cơ bản không thể nào nhìn rõ, thế nhưng khí thế bộc phát kia lại đủ khiến người ta phải kinh ngạc. Ngay sau đó, giữa đôi lông mày Lý Uyển hiện lên một vết ngấn màu trắng, sức mạnh khủng khiếp phóng ra ngay vị trí giữa đôi lông mày, giống như có thêm con mắt thứ ba vậy. Khiên, cảm nhận được sự thay đổi của Lý Uyển, sắc mặt người đàn ông kia không hề tỏ ra sợ hãi. Tay ông ta bấm niệm, luồng linh khí xung quanh đều ngưng tụ trong tay ông ta, sau đó hóa thành cái khiên màu đỏ nhạt. Rầm, một tiếng động vang lên, sức mạnh màu trắng kia phóng về phía cái khiên kia, lan ra tứ phía, sau đó chỉ thấy một bóng hình bay ra ngoài, va vào cái cây ở cách đó không xa. Khụ khụ, phóng luồng sức mạnh kia đi, Lý Uyển loạng choạng, khom người vịn vào cây nhỏ bên cạnh mới đứng vững được. Đây chính là chiêu áp chót của cô ta. Là khả năng mà trước kia ăn dị quả có được. Luồng uy lực khủng khiếp phóng ra, chỉ là sau mỗi lần thi triển thực lực đều rút cạn sức mạnh của cả cơ thể khiến cô ta lúc này kể cả đối diện với một võ sĩ thì cũng không còn khả năng ra tay đáp trả. Nếu không phải người đàn ông kia quá mạnh thì cho dù thế nào cô ta cũng không sử dụng chiêu này. Mạnh quá, Trương Tống tái mặt, vội nhìn về phía xa. Khi thấy người mà mình mời tới nằm trên đất không cử động thì hắn ta mới cau mày. Ánh mắt hắn nhìn Lý Uyển rõ vẻ tôi độc, đương lúc định lên tiếng thì đột nhiên gã đàn ông họ Bành kia quay phát đầu lại đứng dậy khỏi mặt đất. Thực lực của cô quả khiến tôi phải bất ngờ đấy, gã họ Bành kia xoa xoa nắm đấm, nhìn Lý Uyển cười nói. Sức mạnh tấn công vừa rồi quá mạnh, kể cả linh khí hóa thành khiên bảo vệ hắn ta khỏi đòn đánh của Lý Uyển thì hắn ta cũng bị đánh bay ra ngoài. Thấy người đàn ông kia bò dậy như thể chưa gặp phải chuyện gì thì mặt mày Lý Uyển tái mét cả đi. Cô ta nghiến răng bặm môi nhìn chằm chằm vào hắn mà nói, anh dám ra tay với tôi, nhà họ Lý chúng tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Yên tâm, thông tin sẽ không bị đồn ra ngoài đâu, không ai biết các cô đi đâu đâu. Đúng lúc này, Trương Tống nhếch miệng mỉa mai, nhìn Lý Uyển nói các cô đều phải chết, không kẻ nào đi được đâu. Tới lúc đó mọi người cũng sẽ cho rằng trong hang núi có biến có, dù sao thì, mấy người nhà họ Lý các cô cũng không vào đây được. Anh, Lý Uyển mặt cắt không còn giọt máu, trong lòng chỉ còn ôm nỗi tuyệt vọng. Lần này cô ta vào núi Phổ Lôi Nhĩ vốn là để tìm cơ duyên thuộc về mình, nếu có thể nhờ dị quả mà bước vào cảnh giới võ đạo tông sư thì có thể một bước lên trời, trở thành một võ sĩ tông sư đầu tiên ở thành Phổ Lôi Nhĩ. Nhưng cho dù thế nào thì cô ta cũng không ngờ nổi rằng mới vừa vào núi đã gặp ngay một kẻ mạnh như tên họ Bành này. Cô ta thậm chí còn hoài nghi thực lực của hắn đã vượt qua võ đạo đại sư. Nếu không thì sao có thể không thương tổn gì sau đòn tấn công của cô ta được. Mọi người liều với chúng. Bảo vệ tiểu thư. Thấy cảnh này, những người còn lại của nhà họ Lý lập tức bảo vệ Lý Uyển. Thực lực của bọn họ mặc dù không đạt được tới tầng võ đạo tông sư nhưng cũng là võ sĩ đỉnh phong, là tử sĩ mà nhà họ Lý phái đi cùng để bảo vệ Lý Uyển. Ngược lại, ba gia tộc phụ thuộc vào nhà họ Lý đều bắt đầu do dự, bọn họ không phải người nhà họ Lý. Trên thực tế cho dù là ủng hộ gia tộc nào cũng như nhau cả thôi. Hiện giờ nhà họ Lý rõ ràng yếu thế,
nếu bọn họ vẫn trung thành đến chết thì e rằng cũng sẽ đen đuổi theo. Phải làm sao bây giờ, mấy người nhà họ Phùng nhìn Phùng Kính. Xem tình hình rồi tính, Phùng Kính cũng không biết phải làm sao nhưng hắn vẫn cố trấn tĩnh, hít sâu, nói, cho dù thế nào thì cũng phải đảm bảo an toàn cho bản thân. Cuộc tranh đấu của các người không liên quan đến chúng tôi đi trước đây, đúng lúc này, Đinh Dũng đột nhiên đứng dậy nhìn Trương Tống, nói yên tâm, việc này chúng tôi không can dự, cũng không nói thêm gì. Nói rồi, Đinh Dũng liếc mắt với mấy người phía Phùng Kính rồi đi vào trong núi. Đứng lại, nghe Đinh Dũng nói vậy, Trương Tống lại không khỏi bật cười, hắn ta nhìn sang Đinh Dũng nói, tôi cho cậu đi rồi sao? Hôm nay mấy người đừng hòng rời khỏi đây, Trương Tống chắp tay ra sau, dứt lời, những người còn lại nhà họ Trương lập tức giơ súng chĩa về phía Đinh Dũng. Thấy vậy, mấy người phía Phùng Kính không những không giơ súng phản kháng mà còn đặt súng xuống đất, giơ hai tay lên nói, không liên quan tới chúng tôi đầu hàng, chỉ cần đừng giết chúng tôi thì thế nào cũng được. Hèn mọn, người nhà họ Lý thấy vậy thì nhổ nước bọt tỏ vẻ coi khinh. Cách thể hiện của người nhà họ Phùng quá hèn, giờ còn chưa bại trận mà đã giơ tay đầu hàng. Tốt lắm, biết điều mới là Trang Tuấn Kiệt, nghe Phùng Kính nói vậy, Trương Tống bật cười. Hắn ta nhìn mấy người phía Phùng Kính, tất cả lấy tay ôm đầu, quỳ ở đằng kia. Các người đi thu vũ khí của bọn họ lại, nói rồi, Trương Tống liếc mắt với mấy thuộc hạ của mình. Bọn họ muốn đầu hàng thì theo bọn họ thôi, Đinh Dũng không đầu hàng giống mấy người phía Phùng Kính mà nhìn Trương Tống, nói tôi còn có việc, không có thời gian lãng phí với các người. Muốn đi, hỏi súng của tôi cái đã, thấy Đinh Dũng lại lần nữa bước đi, mặt Trương Tống tối sầm mặt lại, lạnh lùng hắng giọng. Rút ngay một khẩu súng từ hông ra chĩa về phía Đinh Dũng. Bằng một tiếng, viên đạn hóa thành một đường sáng, bay trong không gian bắn vọt về phía Đinh Dũng. Cẩn thận, người nhà họ Lý hét lên nhưng đã muộn. Viên đạn đã bay ngay tới trước mặt Đinh Dũng, mọi thứ xảy ra như ánh điện xẹt qua vậy. Thấy viên đạn sắp đâm vào ngực mình, lòng bàn tay Đinh Dũng kiểm soát tàn ảnh để lại, sau đó bóp viên đạn đang bay nhanh về phía mình. Lực ma sát khủng khiếp bị linh lực ngăn cản, viên đạn cuối cùng cũng không thể bay tiến về phía trước được nữa, bị Đinh Dũng nắm trong lòng bàn tay. Anh lạnh giọng nheo mắt lại, nói, mày không cho tao đi. Còn ngây ra đấy làm gì, mau đánh chết hắn cho tôi, thấy mình bắn không trúng Đinh Dũng, mặt Trương Tống tối sầm lại, hắn chỉ vào Đinh Dũng mà nạt, giết chết hắn, tôi có thưởng. Giết chết hắn, thiếu tộc có thưởng, nghe Trương Tống nói, thủ hạ của hắn lập tức rút súng ra. Bằng, 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 một loạt âm thanh tiếng súng vang lên, vọng khắp không gian. Đinh Dũng bước chân di chuyển, cả cơ thể như biến mất, người ta chỉ có thể nhìn lấy từng đường tàn ảnh lưu lại trong không gian. Đúng lúc này, một giọng nói mang theo sát khí vang lên bên tai Trương Tống, mày đã muốn chết thì tao cho mày toại nguyện. Mặt Đinh Dũng lạnh như hàn băng, vốn dĩ anh cũng không muốn thêm chuyện. Cuộc tranh đấu của nhà họ Lý và nhà họ Trương không liên quan gì đến anh nhưng hiện giờ tên này lại không cho Đinh Dũng đi khỏi đây thì đừng trách anh vô tình. Giọng nói lạnh lùng của Đinh Dũng khiến Trương Tống cứng đơ người, bầu không khí xung quanh như ngưng lại. Hắn đứng chôn chân tại chỗ. Đinh Dũng dứt lời thì bóng hình di chuyển như ma như quỷ. Viên đạn bay tới cứ thế theo quỹ đạo về phía Trương Tống. Muốn chết, thấy bóng hình Đinh Dũng di chuyển, tên họ Bành kia hắng giọng, hắn đẩy Trương Tống về sau. Thản nhiên nói, trước đó ra tay một lần, lần này tôi ra tay lần thứ hai, tổng cộng hai lần rồi. Được, được, vừa thấy Đinh Dũng lao tới, Trương Tống sợ hãi, tim như nhảy lên tận cổ, lúc này được tên họ Bành kia cứu, đâu còn nói thêm gì nữa. Hắn không ngờ Đinh Dũng lại mạnh như vậy, chỉ phô khí thế ra cũng khiến hắn suýt chút nữa quỳ phịch xuống đất. Hắn rốt cục đã đụng phải loại quái vật nào đây, nếu như biết trước như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không thêm lời làm gì. Bây giờ chỉ có thể đem mọi hy vọng đặt lên người tên họ Bành kia. Tên trợ thủ này do bố hắn mời tới mạnh như vậy, Đinh Dũng nhất định không phải là đối thủ của hắn. Nghĩ vậy, Trương Tống lại thở phào nhẹ nhõm hơn. Khi Trương Tống lên tiếng, gã họ Bành kia đã ra tay, tốc độ của hắn rất nhanh, thậm chí còn đuổi kịp tốc độ của đạn. Cẩn thận, thấy tên họ Bành ra tay, Lý Uyển vội vung tay, vô thức nói, tốc độ của hắn rất nhanh. Tốc độ của hắn nhanh, Đinh Dũng nhếch miệng mỉa mai, nói rồi bóng người anh biến mất. Đinh Dũng quay người, đồng thời để lại tàn ảnh trong không gian, tốc độ còn nhanh hơn tên họ Bành kia vài phần, trong chốc lát đã tới sau đối phương, vươn tay về phía cổ đối phương.
Cảm nhận được tốc độ của Đinh Dũng, hắn ta lập tức biến sắc, từ trước đến giờ hắn vẫn luôn tự tin về tốc độ của mình, kể cả gặp những người cảnh giới cao hơn hắn nhưng với tốc độ của hắn, hắn chưa bao giờ biết thua là gì. Thế nhưng tốc độ của Đinh Dũng lại nhanh hơn hắn nên khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Sao có thể, tên họ Bành kia ngỡ ngàng, vội quay người lại. Chẳng có gì là không thể cả, tốc độ của Đinh Dũng rất nhanh, chỉ vung tay đã chặn ngay vào phần sau gáy đối phương. Anh bật cười lạnh lùng, lẽ nào anh chưa từng nghe núi cao còn có núi cao hơn? Dứt lời, Đinh Dũng ấn ngay tên họ Bành xuống đất. Thế nhưng bóng hai người còn chưa vững thì đột nhiên trên mặt đất đã có tiếng động vang kịch liệt. Mặt Đinh Dũng biến sắc, anh đứng không vững, lảo đảo lùi về sau, còn gã đàn ông họ Bành kia lại nhân cơ hội này vùng ra khỏi tay Đinh Dũng. Hú, một âm thanh vang lên, ngay sau đó ở phía cây cổ thụ phía xa, một bóng hình khổng lồ đứng trên mặt đất đầy tuyết. Là tuyết quái, thấy bóng hình khổng lồ đó, mọi người ai nấy đều biến sắc. Đặc biệt là mấy người phía Lý Uyển mặt mày tái mét. Con tuyết quái to như vậy, và lại khí tức còn hùng hồn thế kia, Lý Uyển lúc này lại không thể có khả năng chiến đấu, nếu bị con tuyết quái kia nhắm tới thì chắc chắn sẽ trọng thương mà chết. Mau chạy, nghĩ vậy, Lý Uyển quyết đoán hét lên với đám người, mọi người mau chạy, tập hợp trong núi. Vâng, nghe Lý Uyển hô. Những người trong tộc của cô ta không dám do dự. Con tuyết quái này vượt qua sức tưởng tượng của tất cả mọi người. Trước đây, tuyết quái mà bọn họ từng thấy cùng lắm chỉ là thực lực mạnh, mạnh hơn các dã thú khác về phương diện tố chất nhưng con tuyết quái này dị ở chỗ cơ thể nó cũng đã to như cả ngọn núi nhỏ rồi. Mau chạy, gã họ Bành kia túm lấy Trương Tống, mặt mày khó coi, nói với người nhà họ Trương, rời khỏi đây trước, tuyết quái ở đây rất mạnh. Mọi người nghe lệnh tôi, mau chạy. Nghe gã họ Bành nói, Trương Tống vội gật đầu, nuốt nước bọt cái ực rồi hét lên. Những người khác không dám chậm trễ, vội chạy về phía xa. Lối vào của núi Phổ Lôi Nhĩ bị chặn đứng, muốn thoát ra chỉ có thể đi theo triền núi. Cũng may bọn họ đều có bản đồ mà những tiền bối đi trước để lại, lúc này cứ thế đi men theo triền núi bỏ chạy. Hú, tuyết quái như vừa bị đánh thức cho nên lập tức đuổi theo đám người. Lúc này bọn họ bỏ chạy toán loạn. Tuyết quái cuối cùng cũng cảm nhận được sự tồn tại của con người, đột nhiên giống lên. Đinh Dũng đứng ở chỗ cũ, nheo mắt nhìn con tuyết quái, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Con tuyết quái này có thực lực cảnh giới đại sư rồi, và lại nó còn là hung thú, cơ thể của nó không phải con người có thể so được, vì vậy thực lực của nó còn mạnh hơn võ đạo đại sư. Xuất sinh, tiến hóa nhanh lắm, Đinh Dũng hít sâu, ý thức được tình hình rắc rối trước mặt. Nếu như trong núi kia đều tồn tại những con tuyết quái này và đều tiến hóa nhanh như vậy thì những người đi săn lần này đen đủi rồi. E rằng thương thế sẽ vô cùng nghiêm trọng. Cố trấn tĩnh lại, Đinh Dũng đạp mạnh xuống nền đất, cơ thể anh nhảy vọt lên cao, giây phút sau đó, bộ vuốt của tuyết quái đập thẳng xuống đất, để lại vết lõm sâu trên mặt đất. Mấy người phía Phùng Kính không biết chạy đi đâu, lúc này chỉ còn lại một mình Đinh Dũng ở lại. Anh tháo mặt nạ, đứng trên trà cây, hít sâu. Nói, nhiệt xúc, tu hành không dễ, đáng tiếc mày dùng sai cách rồi. Với phương pháp dùng dị quả để tăng thực lực thành cảnh giới đại sư thì con tuyết quái này ngoài cơ thể to lớn, công lực và sức phòng ngự mạnh ra thì trí thông minh của nó lại hạn chế. Khác với những yêu quái tu luyện ở thời thượng cổ, những con tuyết quái này chỉ có thể coi là hung thú tiến hóa. Hú, như nghe được giọng Đinh Dũng, con tuyết quái kia phẫn nộ vô cùng, bộ vuốt của nó vùng vẫy trong không trung. Đập về phía cái cây cổ thụ phía Đinh Dũng. Đây là con gấu trắng, còn to hơn con gấu trước đó mà Đinh Dũng gặp rất nhiều. Cú đánh này của nó khiến cái cây to bằng hai người ôm bị gãy rời. Cái cây bị đập gãy, cây vốn tùm thì lúc này đổ rạp xuống đất. Trước khi cây đổ, Đinh Dũng đã nhảy ra, đáp vào một cái cây khác, trong ánh mắt rõ vẻ lạnh lùng, xúc sinh. Tao cho mày chết, dứt lời, linh lực trong cơ thể Đinh Dũng di chuyển. Quy tụ vào lòng bàn tay anh, sau đó dưới sự điều khiển của Đinh Dũng mà bay về phía ấn đường con gấu trắng. Rõ ràng tốc độ rất chậm nhưng Đinh Dũng không hề dùng lực đạo, cơ thể cứ theo gió mà di chuyển, thế nhưng con gấu trắng kia lại như bị cứng đơ người, bất động tại chỗ, cứ thế mặc cho bàn tay Đinh Dũng ấn vào ấn đường của mình. Đinh Dũng ấn vào giữa trán con gấu trắng kia, linh lực trong cơ thể lập tức phóng ra, lòng bàn tay anh giống như biến thành trong suốt. Luồng sức mạnh khủng khiếp cuộn trào. Kim đan trong vùng đan điền nhanh chóng di chuyển. Con gấu trắng kia không thể ngờ nổi một đòn của Đinh Dũng lại có thể mạnh tới cỡ này, gần như có thể xuyên qua lớp da lông của nó,
cứ thế thâm nhập vào đầu nó. Trong chốc lát, hai mắt con gấu trắng dã rời, máu tươi bắn vọt ra khỏi hốc mắt nó. Hú, con gấu trắng rậm thình thịch xuống mặt đất rồi ngã nhào ra, đồng thời giống lên một tiếng rất dài. Vị trí nó ngã ra thành một cái hố thật sâu. Đinh Dũng thu tay về, nhìn con gấu đang không ngừng vùng vẫy trên mặt đất rồi thở dài, tu hành không đạt, đáng tiếc mày đi sai đường rồi. Linh trí chưa mở, chỉ để lại hậu họa. Vạn vật có linh, tồn tại ắt hợp lý, đúng lúc này trong đầu Đinh Dũng đột nhiên vang lên âm thanh kỳ ảo. Nghe vậy, Đinh Dũng bất giác cau mày, mặt mày tái nhợt, trong ánh mắt lộ rõ vẻ khó hiểu. Anh nắm chặt tay, trông có vẻ rất đau khổ. À, Đinh Dũng nghiến răng gằn lên. Sau âm thanh đó vang lên, trong đầu Đinh Dũng như xuất hiện thêm làn sóng mới, đến cả linh hồn vĩnh hằng bất diệt của anh cũng bắt đầu dao động, từng ký ức xuất hiện rồi lại biến mất. Con gấu trắng nằm vật ra đất không sao gượng dậy nổi, nó cảm nhận được sự khác thường của Đinh Dũng. Mặc dù mắt đã mù nhưng nó có thể cảm nhận được khí thế nên không ngừng vùng vẫy muốn bỏ trốn. Một âm thanh vang lên, con gấu trắng như thể bộc phát tiềm năng. Nó lảo đảo loạn choạng đứng dậy, xông về phía xa, không biết đâm vào bao nhiêu cây cổ thụ. Lúc này Đinh Dũng không thể phân tâm, anh cau chặt mày, từng viên định thần châu bay ra khỏi túi đựng đồ, vòng quanh lấy cơ thể Đinh Dũng không dứt. Đúng lúc này, kim đan trong vùng đan điền như cảm nhận được nguy cơ, nó phóng ra luồng linh khí thuần túy, ổn định lại trạng thái của Đinh Dũng. Không biết mất bao lâu, từng đợt sóng trong đầu Đinh Dũng mới dần dần dịu xuống. Đinh Dũng từ từ mở mắt, đứng dậy, thở hắt một hơi rồi cau mày, nói chuyện gì đây chứ? Giây phút vừa rồi anh chỉ cảm thấy linh hồn mình như bị xé tan nát, từng cảnh tượng hiện lên trong đầu, cơ thể Đinh Dũng như ở hầm băng. Cảm giác đó tới bây giờ vẫn như mới xuất hiện vậy. Sau khi định thần trở lại, Đinh Dũng có nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi rốt cục có chuyện gì vừa xảy ra. Để con xúc sinh kia chạy mất rồi, Đinh Dũng vỗ vào đầu, cố kiềm chế mọi suy nghĩ, nhìn đống hỗn độn mà con gấu kia để lại rồi đuổi theo. Con gấu kia bị mù, chắc hẳn không thể chạy được quá xa. Để nó sống cũng là một hậu họa, chỉ bằng trừ tận gốc. Khi Đinh Dũng đuổi theo con gấu vào trong núi thì Hàn Phương Nhiên ở Kim Châu lại gặp phải rắc rối lớn. Tập đoàn Hàn thì có thể có tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ ở thành phố Kim Châu hoàn toàn là dựa vào sự trợ giúp của hai bố con nhà họ Trương cũng như bất động sản đỉnh Kim. Thế nhưng hiện giờ do đại đương gia của hội Hắc Mã quay lại, bố con Trương Bồi Sơn dần lụi bại nên nhà họ Kim cũng xảy ra biến cố. Kim Tư Kỳ nhanh chóng về Giang Nam, khó lo cho mình, không thể đủ lực để lo thêm cho người khác. Chị Phương Nhiên, công trình đã ngừng thi công rồi, hiện tại áp lực phía tập đoàn rất lớn, bây giờ phải làm sao, trợ lý của Hàn Phương Nhiên đứng bên bàn làm việc, mặt mày khó coi, nói còn mấy vị đó vẫn luôn ngáng chân chúng ta. Nếu không phải mối quan hệ với bất động sản đỉnh Kim với chị rất tốt thì e rằng đã bị ngừng từ lâu rồi. Được rồi, chị biết rồi, Hàn Phương Nhiên ngồi trước bàn làm việc cau mày bất lực. Từ sau khi Đinh Dũng đi chưa được bao lâu, cục diện ở thành phố Kim Châu đã thay đổi. Hội Hắc Mã lại nắm quyền làm chủ, khiến cho thế lực trong thế giới ngầm ở thành phố Kim Châu như được tẩy trắng, gần như 80% địa bàn đều bị hội Hắc Mã thu về tay. Không có sự trợ giúp của hai bố con họ Trương và Kim Tư Kỳ, tập đoàn Hàn Thị nhanh chóng xuống dốc, viễn cảnh không hề tươi sáng. Gần đây phần đất thi công công trình lại gặp rắc rối, vì sự can dự của hội Hắc Mã và nhà họ Viên nên công trình buộc ngừng thi công. Bọn họ lại tới chỗ chủ tịch chém gió rồi, Hàn Phương Nhiên nghĩ một lúc, hít vào một hơi thật sâu, nói chị tới đó một chuyến, em ở đây trông chừng cho tốt, đừng cho bất cứ ai vào văn phòng. Vâng, mấy vị đó không làm gì cả, ngoài nói vài câu dễ nghe ra, trợ lý bĩu môi, không nhịn nổi nên làm bộ dạng ói. Có điều cô ta còn chưa nói xong thì Hàn Phương Nhiên đã che miệng cô ta lại, lắc đầu, sau này những lời này mà để bọn họ nghe thấy thì sẽ phiền đấy. Vâng, em biết rồi, trợ lý nghe Hàn Phương Nhiên nói vậy thì lè lưỡi, sau đó hỏi lại, chị vẫn chưa liên lạc được với anh Đinh sao? Hai, trước đó còn gọi được điện thoại, giờ lại không liên lạc được rồi, nghĩ tới Đinh Dũng, Hàn Phương Nhiên mặt mày đầy phức tạp. Trước đó cô còn không coi Đinh Dũng ra gì nhưng từ sau khi Đinh Dũng đi, mọi chuyện vốn thuận buồm xuôi gió đến với cô thì trong chốc lát như đổ bể. Giờ cô mới hiểu ra khi Đinh Dũng còn ở bên cạnh mình, anh đã giúp đỡ cô nhiều thế nào. Giờ gặp bao rắc rối thế này, Đinh Dũng lại không liên lạc được, Hàn Phương Nhiên như muốn sụp đổ. Chủ tịch Nhiên, có chuyện rồi, đúng lúc này,
một cô gái trẻ tuổi mặc đồ Âu hoang mang chạy tới, đến cửa còn không gõ, vội nói, không ổn rồi chủ tịch Nhiên, phần đất thi công lại có chuyện rồi. Có chuyện gì, đừng vội, Hàn Phương Nhiên cau mày. Người giám sát phần đất thi công vừa gọi điện đến, nói có một đám người tới bắt người của chúng ta lại, thậm chí còn nói tới đây, cô gái bắt đầu do dự. Thấy sắc mặt của cô gái, Hàn Phương Nhiên cau mày thật sâu, cô vội nói, bọn họ nói gì? Bọn họ nói phải gặp chị, cô gái kia nhìn Hàn Phương Nhiên, do dự một lúc rồi bặm môi, bọn họ chắc chắn không có ý gì tốt đẹp cả, hay là chúng ta báo cảnh sát? Báo cảnh sát cũng không có tác dụng, giờ hội hắc mã độc tài, hai vị kia lại im lặng rồi, nói tới đây, Hàn Phương Nhiên thở dài. Trước đó cô dựa vào mối quan hệ của Đinh Dũng, dựa vào Ngụy Kiến Quốc và Lý Hải Dân nhưng hiện giờ thế lực hội hắc mã quá hùng hậu, rất có khả năng có chỗ dựa vững chắc đằng sau nên hai người phía Ngụy Kiến Quốc chỉ có thể im lặng. Vậy phải làm sao chứ, trợ lý lo lắng. Tập đoàn Hàn thì hiện giờ lâm vào cảnh khó khăn, những người khác trong nhà họ Hàn lại không hề có động tĩnh gì, vẫn chỉ là con sâu mọt chỉ biết đục khoét, duy chỉ có Hàn Phương Nhiên đương đầu với mọi chuyện nhưng lại chẳng khác gì một cây trống chẳng vững nhà. Chẳng còn cách nào khác, chị chỉ có thể đi một chuyến thôi, Hàn Phương Nhiên hít vào một hơi thật sâu, nhìn trợ lý bên cạnh, nói, gọi điện cho công ty bảo vệ, thuê vài người. Ở một nơi khác, Đinh Dũng đi theo dấu vết con gấu để lại, đuổi vào trong núi, chẳng mấy chốc đã tìm thấy xác con gấu, thế nhưng Đinh Dũng không chỉ không cảm thấy yên tâm mà còn cau mày hơn. Trên xác con gấu còn có vết thương rất dài kéo từ cổ xuống đến ngực, phần lông da rõ dày nhưng lại bị rạch sâu. Máu tươi trào đầy mặt đất, nội tạng cũng bị lôi ra ngoài. Còn những con tuyết quái khác, con gấu trắng này dù bị mù mắt nhưng kẻ có thể giết chết nó thì thực lực chắn chắn rất mạnh, mặt Đinh Dũng tối sầm lại, những việc này có vẻ không khớp lắm so với tin báo mà nhà họ Phùng có được. Trước đó, Phùng Thừa Lâm nói với anh phần lớn tuyết quái ở đây đều là loài thú bình thường, thi thoảng có một hai con tiến hóa tới cảnh giới võ sĩ, chỉ cần cẩn thận một chút thì sẽ không gặp rắc rối. Thế nhưng hiện giờ xem ra lại không phải như vậy. À, đúng lúc này, ở phía xa đột nhiên vang lên tiếng kêu thất thanh. Tiếng kêu này khiến Đinh Dũng bất giác quay đầu nhìn, chỉ có người có ngũ quan nhạy bén như anh mới có thể cảm nhận được động tĩnh ở xa như vậy. Sau khi xác định được vị trí, Đinh Dũng không do dự thêm, nhanh chóng di chuyển về phía phát ra âm thanh. Khi vào tới đây, anh đã chú ý mấy tên che giấu thân phận. Nếu như Kim Vô Đạo ở đây thì có lẽ tìm bọn họ cũng không khó. Chẳng mấy chốc, Đinh Dũng đã tới gần nơi phát ra âm thanh kia. Vừa tới gần đây, anh đã cau mày. Không ít những cây cổ thụ ở đây đã bị chặt, có vẻ như ở đây đã xảy ra cuộc đụng độ kịch liệt nào đó. Đột nhiên mắt Đinh Dũng lóe lên, anh nhìn về phía thân cây to ở đằng xa. Ở phía xa có một cây lâu đời, lúc này cây đã bị đứt đoạn và đổ rạp ra đất. Một bóng hình người vào thân cây ngồi trên mặt đất, thấy cảnh này, Đinh Dũng di chuyển tới đó. Tốc độ của Đinh Dũng rất nhanh, nhanh như một cơn gió vậy. Trước khi tới gần đây, một mùi máu tanh sực lên. Người dựa vào thân cây kia đã chết, toàn thân chằng chịt vết thương, không còn nhìn rõ hình dạng người. Người nhà họ Lý, thấy quần áo người này mặc, Đinh Dũng cau mày, có thể nhìn ra đây là người nhà họ Lý. Nghĩ lại trước đó Lý Uyển vì đấu với gã họ Bành kia mà mất đi khả năng chiến đấu, Đinh Dũng chợt thấy nặng lòng, xem ra bọn họ gặp phải rắc rối lớn rồi, nếu không thì không thể để đồng bọn chết ở đây. Đương lúc Đinh Dũng đang mải suy nghĩ thì ở phía xa lại vang lên tiếng động mạnh. Anh nheo mắt nhanh chóng lao về phía đó. Lúc này, ở dốc núi, Lý Uyển được mấy người nhà họ Lý bảo vệ, từ từ di chuyển lùi về sau. Phía trước bọn họ lúc này là một con báo toàn thân màu trắng đang nhìn bọn họ chằm chằm, mồm không ngừng giống lên. Những răng nanh sắc nhọn của nó chốc chốc lại hiện lên ánh sáng sắc lạnh. Con báo này có cơ thể rất to, cũng phải chừng con gấu trắng ban nãy, chỉ là nó dài hơn một chút. Đôi chân trước của nó đang găm chặt vào mặt đất, toàn thân cong lên như thể chỉ cần mấy người phía Lý Uyển để lộ bất cứ sơ hở nào thì nó sẽ vồ lên ngay lập tức. Tiểu thư, trong núi lần này có gì đó không ổn. Chúng ta nên làm gì đây, bên cạnh Lý Uyển còn 7 người, bọn họ bảo vệ Lý Uyển trong trạng thái không còn khả năng chiến đấu. Kể cả là khi đối mặt với con báo này thì bọn họ vẫn không hề tỏ ra sợ hãi. Nghe thuộc hạ nói vậy, Lý Uyển nghiến răng nhìn chằm chằm vào con báo, ở lối vào sao lại có con tuyết quái to như vậy, lại còn 2 con. Giờ lối vào núi đã bị chặn đứng, chúng ta không thể liên lạc được với bên ngoài,
chỉ có thể đợi sau 10 ngày mới ra được khỏi đây. Nói tới đây, Lý Uyển hắng giọng nhìn con báo, mọi người chắc chắn bao nhiêu phần trăm có thể khống chế được con súc sinh này. Cái này, mấy người do dự, con tuyết quái này ít nhất cũng phải có thực lực đại sư, người mạnh nhất trong số bọn họ chỉ là võ sĩ đỉnh phong, cho dù 7 người bọn họ cùng lên thì e rằng cũng chẳng thể kiểm soát nó được bao lâu. Chỉ cần mọi người có thể kiểm soát nó trong một phút thì tôi có thể thi triển nhãn thần thông, Lý Uyển nghiến răng, cô ta đã quyết định rồi. Cho dù có hại cho cơ thể nhưng cũng không thể không liều. Thế nhưng 7 người kia nghe xong thì mặt mày tái mét, một người trong đó nói, tiểu thư, không thể dùng thiên nhãn như vậy được, nếu không sẽ có hại cho cơ thể. Quan tâm nhiều thế làm gì, nếu như mất mạng thì thiên nhãn còn có tác dụng gì nữa, Lý Uyển lắc đầu, đương lúc cô ta định lên tiếng thì con báo kia như không còn nhẫn nại nữa, cứ thế bổ nhào về phía bọn họ. Tiếng gió rít lên, tốc độ của con báo nhanh vô cùng. Khi 7 người kia còn chưa kịp phản ứng lại thì nó đã tới gần bọn họ, vung chân bạt vào một người. A, người kia thấy bộ vuốt của nó bạt đến thì toàn thân không thể có sức chống cự, cứ thế bay thẳng ra ngoài. Bịch, người đàn ông kia đập thẳng vào thân cây cách đó rất xa, toàn thân máu me be bét, đã không còn nguyên dạng hình người nữa. Những người còn lại không dám chậm trễ, lập tức tản ra tứ phía. Mọi người bảo vệ tiểu thư, tôi giữ chân nó, một người đàn ông đứng ra. Không hề lùi sau mà lao về phía tuyết quái. Thấy động tác của người này, một người khác tỏ vẻ quyết đoán, cũng xông lên, hét lớn, súc sinh, chết đi. Đừng, Lý Uyển thấy hai người kia xông lên thì hô hoán. Đúng lúc này, ở phía xa có một bóng người xuất hiện, chính là Đinh Dũng. Anh cảm nhận được khí tức của tuyết quái nên lập tức tăng nhanh tốc độ. Không ngờ vẫn tới chậm một bước. Đương lúc thấy một người trong số hai người kia bị tuyết quái dùng vuốt bạt cho không thành hình người. Máu tươi bắn ra xối xả, tuyết quái không hề dừng bước, lại nuốt đầu của một người còn lại. Những cái răng sắc nhọn cắn phập vào người kia khiến đầu và thân tách rời. Súc sinh, chết đi, Đinh Dũng cau mày, nắm chặt tay. Sau khi đám hung thú này tiến hóa, thú tính vốn dĩ bị con người kiểm soát thì giờ lại ngang tàng bạo ngược bùng phát. Sau cái chết thảm khốc của hai người bọn họ, mùi máu tươi lại càng kích thích thú tính của tuyết báo hơn. Đôi mắt nó dần dần biến thành màu đỏ. A, à, chết đi, Lý Uyển vùng vẫy ra khỏi 4 người trong tộc. Cô ta nhìn chằm chằm con tuyết báo, trên trán xuất hiện những vân trắng, nhưng những đường vân lúc này lại mờ nhạt hơn, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất. Một luồng sức mạnh ẩn náu dưới trán Lý Uyển, thế nhưng lúc này cô ta đã không còn sức chống đỡ nữa, cơ thể như bị rút cạn sức lực. Da rẻ không còn nhuận sắc, tóc cũng mất đi độ bóng. Cô ta dốc hết sức thi triển thiên nhãn. Hú, con báo gần như cảm nhận được nguy hiểm, nó giống lên bất an nhưng không hề lùi về sau mà cứ thế vùng vẫy điên cuồng, lao về phía Lý Uyển với tốc độ cực nhanh. Tiểu thư, thấy tuyết báo lao tới, 4 người còn lại ngỡ ngàng, vội ghé sát tới bên Lý Uyển. Thiên nhãn của Lý Uyển không phải nói mở là mở được, và lại còn phải thi triển trong tình cảnh ép buộc. Lúc này vẫn đang trong quá trình ấp ủ. Thấy tuyết báo lao tới, trong mắt cô ta tỏ vẻ tuyệt vọng. Cô ta nghĩ tới lời khuyên nhủ của bố mình mà không khỏi cảm thấy hối hận. Không phải cô ta hối hận vì đang lầm trong cảnh nguy hiểm mà hối hận vì không nghe lời bố mình, nếu không thì cũng sẽ không khiến tộc người của mình chết thảm. Trước khi bắt đầu cuộc vây bắt, bố cô ta từng thám thính động thái của phủ thành chủ, vì vậy đã cảnh cáo người trong tộc, lần vây bắt này, nhà họ Lý lựa chọn rút lui. Thế nhưng Lý Uyển chưa từng tới núi Phổ Lôi Nhĩ nên mới đưa ra chủ ý, tự dẫn người đi. Bố cô ta đúng rồi, Lý Uyển tuyệt vọng, trong lòng không khỏi thở dài. Nghĩ tới mình là anh tài trong lớp trẻ nhà họ Lý, ngoài anh trai ra thì cô ta là người ưu tú nhất rồi, không ngờ hôm nay lại phải chết ở đây. Lý Uyển nhắm mắt, chấp nhận số phận. Cho dù thế nào cô ta cũng không thể ngờ nổi tuyết quái ở đây lại mạnh như vậy. Căn bản không phải là cảnh giới mà một người như cô ta có thể địch lại được. Thế nhưng đúng lúc này, bên tai cô ta chợt vang lên tiếng gió rít, ngay sau đó, cô ta liền cảm thấy luồng khí tức ấm nồng ập đến khiến cô ta chợt bay lên. Giây phút sau đó, một tiếng động mạnh xuất hiện, Lý Uyển vội mở mắt, chỉ thấy trên mặt đất, con tuyết báo kia nện xuống đất tạo thành một hố sâu. 4 người trong tộc của cô ta chỉ 2 người còn sống, 2 người còn lại đều bị đánh bay ra ngoài. Không rõ sống chết. Anh, là anh, cô ta vội quay đầu thì trông thấy vẻ mặt kiên định của Đinh Dũng. Đinh Dũng đặt một tay lên hông cô ta,
tay còn lại đặt sau lưng cô ta rồi nhanh chóng lùi ra khỏi đó 10 bước và đáp đất một cách nhẹ nhàng. Anh điềm tĩnh nói, đứng ở đây, đừng cử động. Dứt lời, Đinh Dũng thả Lý Uyển ra, chân khẽ đạp xuống đất, cả cơ thể anh nhảy vọt lên cao giống như mũi tên lao về phía con tuyết báo ở phía trước. Con tuyết báo nhìn Đinh Dũng chằm chằm, cơ thể nó cong lên, nó nhe răng để lộ hàm răng sắc nhọn, trong đôi mắt màu đỏ như máu kia còn mang theo hung tính đầy sát khí. Cẩn thận, nó rất mạnh, mặt Lý Uyển đỏ bừng lên, trông thấy Đinh Dũng lao đi, cô vội hét lớn. Đinh Dũng tăng nhanh tốc độ như thể không coi con tuyết báo này ra gì, trên thực tế thì anh cũng không hề sợ nó. Con này có lẽ có lực tấn công lớn, thân thủ cường tráng nhưng trên thực tế thì thực lực tổng hòa lại cũng không bằng con gấu trắng trước đó anh gặp. Đinh Dũng đương nhiên sẽ không sợ nó. Đúng lúc này, con tuyết báo di chuyển, tốc độ nhanh như điện. Nó di chuyển sang bên, bốn chân dùng lực dậm mạnh rồi lao vào Đinh Dũng. Đinh Dũng nheo mắt nhìn, giây phút con tuyết báo xông đến, anh né người. Con tuyết báo chạm vào vạt áo Đinh Dũng, cả hai bên cứ thế sượt qua nhau. Cơ thể Đinh Dũng đột nhiên xoay lại bất ngờ, túm chặt lấy chân sau con tuyết báo rồi giật thật mạnh. Cơ thể con tuyết báo vừa nhảy dựng lên thì bị Đinh Dũng giật phăng xuống khiến nó ngã nhào ra đất. Cảnh tượng này rất nguy hiểm. Cơ thể Đinh Dũng còn không bằng 1/3 con tuyết báo thế nhưng trong cơ thể mảnh mai đó lại như bao hàm sức mạnh vô cùng lớn, chỉ cần vung tay cũng khiến nó bổ nhào ra đất. Sau khi con tuyết báo ngã ra đất, Đinh Dũng không cho nó thêm cơ hội phản kháng, cứ thế bổ vào sau gáy nó. Một âm thanh vang lên mà chỉ Đinh Dũng mới nghe thấy. Vừa rồi con tuyết báo còn vùng vẫy trên đất thì lúc này đã bị một đao của Đinh Dũng chặt gãy xương cổ. Cơ thể to kệch của nó lập tức mất đi khả năng chống đỡ, cứ thế nhũn người trên mặt đất. Sau khi chạm sát con tuyết báo, Đinh Dũng cau mày, đi tới bên cạnh nó, cuối cùng, anh dùng đao rạch, tạo thành một vết thương dài trên cơ thể nó. Đinh Dũng giơ tay móc vào trong cơ thể nó rồi rút ra một viên hình tròn màu xanh lục to bằng đầu ngón tay. Không ngờ đã thành nội đan rồi, có điều vẫn còn yếu, so với nội đan của quái thú luyện khí thì còn yếu hơn nhiều, Đinh Dũng nhìn viên hình tròn màu sắc trong tay mà tự nhủ. Đây là nội đan trong cơ thể yêu thú, giống với kim đan của võ sĩ luyện khí, đều là thứ có thể chứa cả tu vi và linh khí của người tu luyện. Thế nhưng con tuyết báo này rõ ràng đã có thực lực đại sư rồi mà nội đan lại không bằng của yêu thú trong thời kỳ luyện khí. Chẳng trách linh trí của nó thấp kém, sau khi cất viên hình tròn màu xanh biếc kia đi, Đinh Dũng hất tay vẩy đi máu đang dính trên người rồi nhìn sang Lý Uyển vẫn đang thừ người tại chỗ mà điềm tĩnh nói, tôi muốn biết núi Phổ Lôi Nhĩ rốt cục xảy ra chuyện gì. Lý Uyển là truyền nhân trong tứ đại gia tộc, có lẽ cô ta biết nhiều hơn người trong nhà họ Phùng một chút. Nghe Đinh Dũng nói vậy, Lý Uyển vừa từ trạng thái kích động định thần trở lại nên trong mắt hãy còn kinh ngạc. Cô ta nhìn Đinh Dũng như đang nhìn một quái vật, hồi lâu mới đáp anh rốt cục có thực lực gì mà chỉ cần một đòn đã giết được tuyết quái với cảnh giới đại sư. Cái này thì cô không cần phải biết, Đinh Dũng nhìn Lý Uyển. Không đợi cô ta lên tiếng mà hỏi lại lần nữa, cô biết những gì thì nói ra đi. Tôi cần biết ở đây rốt cục xảy ra chuyện gì, Đinh Dũng chắp tay ra sau. Khuôn mặt rõ là của một người thanh niên nhưng lại mang theo sự từng trải. Lý Uyển hít sâu một hơi, cảm nhận được ánh mắt Đinh Dũng nên dần hồi phục lại trạng thái, tôi cũng không rõ lắm, tuyết quái ở đây trước kia rất bình thường, thế nhưng lần này ở đây lại như xảy ra biến cố, đột nhiên chúng mạnh lên rất nhiều. Tôi nghi rằng dị quả ở đây đã thăng thêm một cấp, nói tới đây, Lý Uyển cau mày. Nghe vậy, Đinh Dũng cũng cau mày, lại thăng thêm một cấp. Lẽ nào sự sinh trưởng của dị quả lại giống với linh dược? Cảnh giới của cô cũng do ăn dị quả mà có phải không? Đinh Dũng lên tiếng hỏi, bao gồm cả thiên nhãn thần thông của cô cũng do ăn dị quả mà có. Không sai, bố tôi từng có một thiên thần quả hái được ở đây, bố tôi không nỡ ăn nên để lại cho tôi. Nghe Đinh Dũng nói vậy, Lý Uyển trầm ngâm một lúc rồi nói với giọng tự hào, sau khi tôi ăn nó thì có được thiên nhãn thần thông. Chẳng trách mà yếu như vậy, Đinh Dũng gật đầu nói. Thiên nhãn thần thông ở thời thượng cổ cũng là đại thần đông uy danh lẫy lừng, Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân từng luyện thiên nhãn thần thông, dựa vào một mắt thiên nhãn mà đánh tan được kẻ thù. Lý Uyển cau mày quay đầu liếc nhìn Đinh Dũng, lạnh giọng nói, anh là ai mà dám mạo phạm thượng tộc? Đáng tội gì? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 17.